chương 41, Giang Trần ra tay tất cả kinh một. Như thế lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, ngay cả Yến Nhất Minh, nhạn môn hầu truyền nhân đủ đứng vào thập đại chư hầu, cũng không quá đáng là sáu mạch chân khí mà thôi. Hổ khâu hầu này, ở trong 108 lộ chư hầu, bài danh trung hạ du. Chẳng lẽ giới tiềm long thi hội này, truyền nhân của hắn lại muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Bảy mạch chân khí, xác thực phi phàm, thi triển tầm đó, khí như kinh long, tiếng sấm cuồn cuộn. Chỉ là, một bộ tử vân trưởng ở hắn thi triển ra lại luôn thiếu vài phần chân ý không quá tiêu sái ha, ha ha hồ khâu nhạc người đây là đánh tử vân trưởng sao người đây là trẻ củi a à? tử vân trưởng phiêu giật xuất trần hồ khâu nhạc này lại như nông dân quốc ruộng thật sự nhìn không được tại chỗ đã có người mỉa mai tuy ngữ khí khoe khoang tài giỏi nhưng lại có vài phần đạo lý mà cái này cũng phù hợp giang trần phán đoán tử vân trưởng cùng phong cách của hồ khâu nhạc quả thực không thế nào phù hợp bất quá hồ khâu nhạc đánh tử vân trưởng cũng không phải hoàn toàn không có một chút ảo diệu, ít nhất kiến thức cơ bản của hắn vững chắc, so với một ít động tác võ thuật đẹp mắt mà nói, tính thực dụng lại mạnh hơn rất nhiều. Câu ngọc công chúa niệm tình hắn ổn trọng vững chắc, cho một cái đánh giá thuần thục đỉnh phong. Tiếp theo chư hầu truyền nhân đi lên đài, thân phận một cái so một cái hiển hách. Thủy thanh thụ, thiên thủy hầu truyền nhân. Biểu thị một bộ đông vương chỉ, bồng bềnh thấm thoát, có phần như kỳ quỷ, vậy mà cũng tu luyện đến tình trạng không tệ, Câu Ngọc công chúa nhìn xong, cũng hơi gật đầu, cho đánh giá đại thành đỉnh phong. Dịch Thái Sơ, Huyền Vũ hầu truyền nhân, một bộ tử vân trưởng đánh cho sắc màu rực rỡ, như thủy ngân chảy xuôi, tiêu sái cực kỳ, làm cho rất nhiều thiếu niên vốn đang có chút kích động ở dưới đài, thoáng cái hứng thú đần độn. Đối lập với nhau, bọn hắn cảm thấy cùng Dịch Thái Sơ chênh lệch thật sự quá lớn. Mà Câu Ngọc công chúa, cũng có chút tán thưởng, trực tiếp cho một cái đánh giá sơ bộ vô lậu. Đây cũng là chư hầu truyền nhân thứ nhất đạt được đánh giá là vô lậu cảnh giới. Phải biết rằng, một bộ vũ kỹ, tu luyện tới đại thành đỉnh phong, trên cơ bản đã phi thường khó được rồi. Đạt tới vô lậu cảnh giới, trên cơ bản là tương đương với không có lỗ thủng sơ hở gì. Súng nữa, là cấp độ viên mãn. Có thể đem một môn vũ kỹ tu luyện tới viên mãn, cái kia đều là thiên tài tuyệt thế. Ít nhất ở môn võ kỹ này, ngộ tính cùng thiên phú, là tuyệt đối đỉnh phong. Dịch thái sơ đạt được đánh giá cao, làm cho bạch hồ hầu truyền nhân bạch chiến vân có chút ngồi không yên ta đến biểu thị một bộ đông vương chỉ bạch chiến vân ở phương diện tử vân trưởng cùng yến nhất minh không sai biệt lắm tối đa chỉ là đại thành đỉnh phong không đạt được vô lậu cảnh giới thế nhưng mà hắn ở phương diện đông vương chỉ lại chìm đắm rất nhiều năm tự có tâm đắc đừng nhìn bạch chiến vân làm người ngạo mạn nhưng bộ đông vương chỉ này ở trong tay hắn xác thực tự có khí độ trong lúc mơ hồ như chim lao vút Mỗi khi đến chỗ khúc chiết, tổng có thể đánh ra biến hóa khiến người ngoài ý, quả nhiên là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại bộc sinh. Bộ Đông Vương chỉ này, ở trong tay Bạch Chiến Vân, có thể phát huy chữ kỳ, chữ biến, tuy còn không có đạt tới, cảnh giới viên mãn, nhưng mà luận tính khai sáng cùng mở rộng, kỳ thật đã đạt được đánh giá vô lậu cảnh rồi. Quả nhiên, Câu Ngọc công chúa trầm tư một chút, cấp ra đánh giá vô lậu đỉnh phong. Bạch Chiến Vân thấy mình đã nhận được đánh giá vô lậu đỉnh phong, càng là ồn áp dịch thái sơ một đầu trong nội tâm đắc ý lồng ngực không khỏi đứng thẳng lên rất nhiều ánh mắt vụng trộm nhìn về phía long cư tuyết không khỏi nhiều thêm vài phần nóng bỏng bạch chiến vân đứng ở trên đài hăng hái phẳng phất hôm nay biểu thị hắn là khôi thủ ngạo nghễ nhìn chung quanh còn có người phương nào muốn lên biểu thị thoáng một phát hay không hồng thiên đồng tự suy tư cảm giác bộ tử vân trưởng của mình nhiều lắm là trình độ như dịch thái sơ đại khái là tiêu chuẩn sơ dai vô lậu ngẫm lại một chút dứt khoát buông tha cho thấy hồng thiên đồng lựa chọn buông tha bạch chiến vân càng là không ai bì nổi cười ha ha ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên khuôn mặt của giang trần giang trần nếu như ta nhớ không lầm vừa rồi ngươi nói ta rất may mắn chắc hẳn hai môn vũ kỹ này ngươi đã tu luyện tới tình trạng phi thường cao minh đi à nha bạch chiến vân rất đắc ý giang trần này hắn đã sớm xem không vừa mắt nếu như có thể hung hăng nhục nhã hắn một chầu nhất là ở loại trường hợp này thật là quá sung sướng hơn nữa, Bạch Chiến Vân ẩn ẩn biết đến Long Đằng Hầu, đối với linh mạch kia của Giang Hãn Hầu có ngấp nghé chi tâm, cho nên, ở loại trường hợp này chèn ép Giang Trần, có thể chiếm được niềm vui của cư tuyết tiểu thư A. Bạch Chiến Vân chỉ mặt gọi tên, làm cho Giang Trần lần nữa trở thành tiêu điểm cho mọi người chú mục. Lúc trước, Giang Trần không hiểu thấu thắng Yến Nhất Minh, quá trình của nó cực nhanh, để cho rất nhiều người căn bản không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cảm thấy đó là một loại trùng hợp, Giang Trần tính một chút, Bạch Chiến Vân này đã là lần thứ tư khiêu khích. Đem một cây xương gà trong miệng nhả lên bàn, bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì trên thế giới này, não tàn luôn nhiều như vậy à? Bạch Chiến Vân, ngươi nên ra danh tiếng cũng đã ra, hiện tại biểu hiện cũng là thứ nhất, làm sao lại tự đánh mặt mình? Đánh mặt, Bạch Chiến Vân cười to. Giang Trần, nếu như ngươi có thể đánh mặt của ta, Bạch Chiến Vân ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, cũng không nói gì nữa ánh mắt liếc qua câu ngọc công chúa mang theo một nụ cười thản nhiên đi đến trên đài bạch chiến vân ngươi đạt được đánh giá vô lậu đỉnh phong lực áp quần hùng trong nội tâm nhất định rất đắc ý a à. ở thời điểm nhân sinh đỉnh phong sẽ tìm một quỷ không may dẫm lên hai cước đến dệt hoa trên gấm thì càng thêm hoàn mỹ đúng không bởi như vậy giai nhân nhất định sẽ đối với ngươi đối đãi khác đúng không không thể không nói người rất ngây thơ cũng rất thất bại ngây thơ thất bại bạch chiến vân hử nhẹ Ngươi một tên hoàn khố, ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng thông qua không được, cũng xứng nói ta thất bại. Không phải ta nói ngươi thất bại, mà là ngươi thật sự rất thất bại. Ngươi xem giai nhân như cửu thiên phượng hoàng, giai nhân xem ngươi như a miêu a cẩu. Ngươi nhiều lần ở trước mặt ta trang bức, lại ngay cả mình trang bức vì cái gì cũng không rõ ràng. Một người còn sống, ngay cả mục tiêu cũng không rõ ràng, vì một mộng tưởng căn bản không có khả năng thực hiện, lãng phí thời gian. Ngươi còn dám nói ngươi không thất bại sao? chương 42, Giang Trần ra tay tất cả kinh hai. Ngươi một bộ đông vương chỉ thắng được cả sành đường ủng hộ, đạt được đánh giá vô lậu đỉnh phong. Ngươi cho rằng, bộ đông vương chỉ kia của ngươi thật sự vô lậu không khe hở, không chê vào đâu được sao? Ngươi đã dương dương đắc ý như vậy, cảm thấy bộ đông vương chỉ này đã không chê vào đâu được, ta cho ngươi một cơ hội. Đem hết toàn lực thi triển đông vương chỉ với ta, ta sẽ cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là chính thức không chê vào đâu được. Giang Trần miệng lưỡi trở mình, như sấm mùa xuân, liên tục cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, lại có tư thế hắc vân áp thành. Buổi nói chuyện này, bất chi bất giác, cục diện trên trận lại lặng yên xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Làm cho những người ở ngoài đứng xem kia, cũng hơi có chút động dung. Giang Trần. Người đây là khiêu chiến ta sao? Người xác định muốn lấy trứng trọi với đá. Bạch Chiến Vân lại hồ đồ không thèm để ý, giữ tợn cười một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cuồng dã bớt giảm ngôn đi, thi triển đông vương chỉ mà ngươi vẫn lấy làm tự hào, cho ta xem xem, cái gọi là tứ đại chư hầu truyền nhân, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, một cái ở trong mắt đại chúng, được công nhận là hoàn khố vô năng, ba mạch chân khí sơ giai chân khí cảnh. Một cái là vương quốc công nhận tứ đại chư hầu truyền nhân, tám mạch chân khí cao giai chân khí cảnh. Hai người kia, nguyên bản không phải là tồn tại trên một đường. Thậm chí nói, ở dưới tình huống bình thường, tám mạch chân khí cường giả, thậm chí ngay cả hứng thú hành hạ võ giả ba mạch chân khí cũng không có. Ở trong đó chênh lệch thật sự quá lớn. Thế nhưng mà, giờ phút này khởi sướng khiêu chiến, dĩ nhiên là ba mạch chân khí sơ giai chân khí cảnh. Giang Trần này, hắn là bị trượng đánh choáng váng sao? Khiêu chiến cao giai chân khí cảnh, tiểu tử Giang Trần này, muốn chết đến gấp khó gian nổi a. À. Ngay cả Giang Hãn Hầu Giang Phong vẫn đối với Giang Trần mặc kệ, cũng kêu lên, "Trần Nhi, ngươi." Cánh tay Giang Trần có chút bãi xuống, khí độ tự sinh, trong lúc mơ hồ có một sức thuyết phục, làm cho Giang Phong lời đến bên miệng, vậy mà cố kiềm nén lại. Thân thể mềm mại của câu ngọc công chúa bỗng nhiên khẽ run, trong nháy mắt này, nàng vậy mà từ trên người Giang Trần, thấy được một loại khí độ để cho người cơ hồ muốn ngủ quá nghe theo. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự nhận được thần linh chiếu cố, câu ngọc công chúa cơ hồ nhịn không được nghĩ như vậy. Bạch Chiến Vân cất tiếng cười to, tốt, Giang Trần, ta một mực rất chán ghét ngươi, nhưng mà ta không thể không thừa nhận, ngươi là một nam nhân có gan. Nói xong, bước chân hơi động một chút, tám mạch chân khí quấn quanh thân, phi tốc vận chuyển, tử khí toàn thân như thần hà bốc hơi. Tử khí đông lai. Không hổ là tám mạch chân khí cường giả, thiên tài, giang trần bất động như núi, hai mắt có chút híp lại, phảng phất như một lão tăng nhập định. Giả thần giả quỷ, là thời điểm chết đi, Bạch Chiến Vân gầm nhẹ một tiếng, hai chân vừa nhấc, tử khí hóa thành hai đạo khí lưu tử khí như ở trên lưng hắn hóa thành hai cánh, cả người đột nhiên bắn về không trung. Tử khí vận hành, chân khí chạy trồm, đầu ngón tay của Bạch Chiến Vân như quấn lấy tốc độ ánh sáng, ẩn ẩn có tử khí phụ thuộc, cho người một loại áp bách kinh người. Nhất kiếm Tây Lai, Bạch Chiến Vân ngưng khí thành mang, xùy, 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 chỉ lực cường đại, cơ hồ là bỏ qua quy tắc hư không, hình thành lưu tuyến kỳ. Quỷ, từng đạo bắn về phía Giang Trần. Phi hỏa lưu tinh, tử khí như mang, Bạch Chiến Vân vận chỉ như bay, trong lúc nhất thời toàn trường kiếm vũ bay tán loạn, như phi hỏa lưu tinh, tập trung hư không trăm mét, bao trùm toàn bộ vòng chiến. Chậm, Giang Trần ở lúc Bạch Chiến Vân ra chiêu, bước chân cũng đi theo khởi động, đồng thời trong miệng mang theo vài phần chiêu tức, xem một chỉ này của ta, đâm cánh tay phải ngươi, suy, Bạch Chiến Vân nghe tiếng gió phân biệt vị, nghe được Giang Trần nói, tiếng xe gió kia đã đánh vào cánh tay phải của hắn. Bắn đầu gối trái, suy, lại một chỉ, cơ hồ như thanh âm đồng bộ bắn tới, Bạch Chiến Vân căn bản phản ứng không kịp, đầu gối trái tê dại, hiển nhiên là bị đánh trúng. Đáng giận, Bạch Chiến Vân nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, cũng đoán được phương vị chỉ lực của đối phương. Thế nhưng mà, lại hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Hơn nữa, chỉ lực của đối phương lại ôn hòa như thế, thậm chí là yếu. Sườn trái xương sườn thứ ba, đầu vai phải, mắt cá chân trái. Giang trần tựa như lật tay, hành vân lưu thủy, thời điểm tiếng ra, chỉ lực đã bắn tới. Mỗi một chỉ như thiên ngoại phi tiên, phiêu miểu vô định, linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra. Mà hắn mỗi báo ra một vị trí, Bạch Chiến Vân luôn luống cuống tay chân, lại thủy trung tránh không được bất luận cái gì thoáng một phát. Biệt khuất A, à. Bạch Chiến Vân cơ hồ tức muốn ói huyết. Luận chỉ lực, hắn cảm giác mình thắng đối phương gấp 10 lần, luận thân pháp, mình cũng hơn xa đối thủ luận cấp độ tu luyện chỉ pháp ngay cả câu ngọc công chúa cũng tán dương thế nhưng mà đối mặt một ba mạch chân khí sơ giai chân khí cảnh hắn thậm chí có loại cảm giác khắp nơi bị quản chế có lực không chỗ dùng chỉ có thể bị động bị đánh phẳng phất mỗi một động tác của mình đều bị đối phương dự đoán mà đối phương rõ ràng không tính nhanh lại có thể liệu địch trước sớm một bước áp chế mình bạch chiến vân càng đánh càng biệt khuất đồng thời không thừa nhận cũng không được nếu như chỉ lực của đối phương hơi mạnh một chút Giờ phút này chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh ngã nhiều lần. Đang khi thi đấu, bỗng nhiên Giang Trần kêu một tiếng khoan đã, thân ảnh tiêu sái, thối lui đến một bên. Vận chỉ lực, thuận tay đâm một cái bàn đá ở bên cạnh. Cái bàn đá kia vỡ tan, trực tiếp xuyên thủng. Bạch Chiến Vân, mấy chỉ vừa rồi kia, nếu như ta dùng tới các bậc chỉ lực này thì tính sao? Bạch Chiến Vân trợn mắt há hốc mồm, nếu như nói vừa rồi lúc chiến đấu, hắn cảm thấy có lực không chỗ dùng, biệt khoát vô cùng như vậy giờ phút này trên lưng lại cảm thấy lạnh lẽo mồ hôi lạnh chảy dòng đánh cả buổi nguyên lai like người ta căn bản không phải chân khí không đủ mà là không có đem hết toàn lực hạ thủ lưu tình bằng không thì bạch chiến vân hắn ở lần thứ nhất đã bị đánh ngã người đang xem cuộc chiến sáng suốt cũng nhìn ra một ít môn đạo ánh mắt nhìn về phía giang trần lập tức trở nên phức tạp ha 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 giang huynh không thể tưởng được nhi tử này của ngươi rất cao minh a à. thật sự là giấu giếm được toàn bộ đông phương vương quốc không tệ, không tệ, Giang huynh, ta xem phụ tử các ngươi nhất định là cố ý ẩn giấu thực lực, muốn ơ Tiềm Long thì hội bỗng nhiên nổi tiếng a. Nhất định là như vậy, ngay cả thiên tài như Bạch Hồ hầu truyền nhân cũng bị Giang Trần đánh cho chật vật như vậy, kỳ tài như thế, làm sao có thể ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng qua không được. Chương 43, cảnh giới truyền thuyết 1. Giang Hãn hầu, chúc mừng, chúc mừng. Thật không nghĩ tới, toàn bộ vương quốc đều bị phụ tử các ngươi giấu giếm lừa gạt, nên phạt, nên phạt giờ phút này giang phong cũng ngây dại nếu như giang trần hai ba lần bị bạch chiến vân đả bại hắn là một chút cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn nếu như giang trần tại chỗ nhận thua hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn thế nhưng mà loại kết quả này lại để cho hắn ngoài ý muốn đến không thể lại ngoài ý muốn ẩn giấu thực lực sao giả heo ăn thịt hổ sao giang phong giờ khóc giờ cười nếu như nói như vậy tiểu tử này hành động không khỏi quá tốt ngay cả mình làm lão tử cũng bị hắn giấu mơ mơ màng màng hôm nay loại tình huống này coi như giang phong nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ tới bởi vì cái gọi là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn những chư hầu khó chịu giang hãn hầu thậm chí đối địch kia vốn là muốn nhìn giang hãn hầu chê cười giờ phút này biểu lộ lại vô cùng ngưng trọng bọn hắn cũng ý thức được tựa hồ bị giang gia phụ tử lừa gạt rồi ngay cả long đằng hầu long chiếu phong giờ phút này ánh mắt nhìn qua giang trần cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng xem ra cho tới nay vẫn là đánh giá thấp lòng dạ của phụ tử giang hãn hầu a ngược lại là long cư tuyết đối với giang trần càng thêm đáng ghét vừa rồi lời nói kia của giang trần đối với bạch chiến vân rõ ràng là mỉa mai bạch chiến vân trên thực tế không chỉ gõ bạch chiến vân còn chào phúng long cư tuyết nàng a một chư hầu lụi bại có chút ít thông minh lại có gì dùng ở trước mặt thực lực tuyệt đối tiểu thông minh một chút thủ đoạn đều là phù vân long cư tuyết đối với giang trần khinh thường như trước lấy tiên thiên thanh loan thể của nàng tương lai tiến vào tử dương tông, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Mà những phàm phu tục tử này, dù kế thừa chư hầu lệnh, dù quyền thế ngập trời thì như thế nào, ở trước mặt tông môn cường giả, người cầm quyền thế tục cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Ở trong mắt Long cư tuyết, Giang Trần cũng tốt, Bạch Chiến Vân cũng thế, đều là con sâu cái kiến. Chỉ là, mặc dù là con sâu cái kiến, nàng cũng hy vọng chứng kiến những con sâu cái kiến này ở dưới váy nàng chạy quanh, cho nàng chút vui vẻ cho nàng hưởng thụ cảm giác chúng tinh ủng nguyện. thế nhưng mà giang trần này lại là con sâu cái kiến ác, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của nàng. hiện trường duy nhất không có bất kỳ phản ứng là câu ngọc công chúa, bởi vì cả người nàng đã hoàn toàn thần du rồi. cho tới bây giờ, nàng còn đắm chìm trong ý cảnh vừa rồi. chỉ pháp thần kỳ kia của giang trần, ý cảnh không thể nắm lấy kia, liền câu đi thần thức của câu ngọc công chúa, đem nàng dẫn tới ý cảnh thần kỳ kia. câu ngọc công chúa nhiều lần suy diễn tình hình chiến đấu vừa rồi thế nhưng mà vô luận nàng suy diễn như thế nào lấy trình độ nhận thức võ đạo của nàng lấy tạo nghệ của nàng ở đông vương chỉ cũng thủy chung không cách nào suy diễn ra tình hình chiến đấu lúc trước nói cách khác mặc dù là trong đầu đối chiến câu ngọc công chúa cũng không làm được như giang trần thắng được nhẹ nhõm thoải mái như thế mấu chốt nhất không phải ở chỗ thắng thua mà là giang trần thi triển ý cảnh đông vương chỉ kia cấp độ cao đến ngay cả câu ngọc công chúa cũng không thể với tới câu ngọc công chúa nhiều lần suy diễn cuối cùng bi ai phát hiện dùng thực lực của nàng, đừng nói tu luyện tới loại cảnh giới kia, dù là ở trong đầu suy diễn, cũng suy diễn không ra loại cấp độ này. Nói cách khác, Giang Trần là mẫu cho nàng một lần, bảo nàng mô phỏng, cũng mô phỏng không ra. Cảnh giới bực này, làm trong đầu câu ngọc công chúa hiện ra một từ, một loại cảnh giới. Ngay lúc này, Đỗ Như Hải kia lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt, quát lớn, Giang Trần, đây là ở trước mặt câu ngọc công chúa luận bàn vũ kỹ, đã nói sử dụng tử khí đông lai quyết cùng nguyên bộ vũ kỹ của nó, vậy mà ngươi vận dụng vũ kỹ khác còn muốn tiết tháo hay không còn muốn thể diện quý tộc hay không giang trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn đối với loại thế hệ vô tri này giang trần thậm chí ngay cả mắng cũng không muốn vì loại tiểu nhân định nọt này lãng phí nước miếng đó là tự vũ nhục mình gặp giang trần thái độ ngạo mạn lại không có lên tiếng đỗ như hải cho rằng giang trần sợ mình khí thế càng lớn giang trần ta cho ngươi biết ngươi đây là khinh nhờn uy nghiêm vương thất chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ đỗ tổng quản Ngươi đừng nói nữa. Sắc mặt Bạch Chiến Vân tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm, cười khổ. Hắn dùng chính là Đông Vương Chỉ là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đỗ Như Hải cho rằng Bạch Chiến Vân là đang tìm lối thoát, an ủi: Bạch Chiến Vân, ngươi không cần chán trường. Giang Trần này không biết dùng tà pháp gì. Người ngẫm lại, người này ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng qua không được, hắn làm sao có thể dùng Đông Vương Chỉ đả bại ngươi? Lấy ta xem. Đỗ Như Hải, ngươi cầm miệng cho bổn cung. Câu Ngọc công chúa vừa phục hồi tinh thần lại, nghe Đỗ Như Hải ở đó la hét, luôn miệng nói Giang Trần sử dụng tà pháp. Đường đường Đông Phương Vương quốc trấn quốc công pháp, lại bị vô chi chi đồ này nói thành tà pháp, Câu Ngọc công chúa làm sao có thể không nổi giận? Công chúa, Giang Trần này, Đỗ Như Hải còn muốn bỏ đá xuống giếng, vu hãm Giang Trần. Bổn cung nói người cầm miệng, Câu Ngọc công chúa ngữ khí tăng thêm. Người thân là người phụ trách Tiềm Long thi hội, ánh mắt lại nông cạn như thế, ngay cả Vương quốc trấn quốc công pháp cũng không nhận ra bổn cung nên tấu vương huynh, gọt chức vị người phụ trách tiềm long thi hội của ngươi. Cái gì? Công chúa, oan uổng à, sắc mặt đỗ như hải đại biến. Lui ra, câu ngọc công chúa cũng không biết vì cái gì, đối với đỗ như hải thoáng cái trở nên nóng tính lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì đỗ như hải giống to, quấy dày nàng đắm chìm trong loại ý cảnh kia. Lúc này, vẻ mặt của Đông Phương chỉ nhược lại ngây thơ rực rỡ, cười hì hì hỏi, cô cô, Giang Trần ca ca rất lợi hại, Ngươi nói hắn đánh bại vô lậu đỉnh phong Bạch Chiến Vân, Đông Vương chỉ này đạt tới cấp độ gì? Là đại viên mãn đỉnh phong sao? Đại viên mãn đỉnh phong, nghe năm chữ này, tất cả võ giả ở đây, sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì ai cũng biết, bất luận một môn vũ khí gì, nếu có ai có thể tu đến cảnh giới viên mãn, đó chính là thiên tài đỉnh phong, mà đại viên mãn đỉnh phong thì đại biểu cho một môn vũ khí có thể luyện đến tầng thứ tối cao, nhìn về phía trên là căn bản không cách nào vượt qua có thể đem bất luận một môn vũ kỹ gì tu luyện tới loại cấp độ này, cơ hồ đều là võ đạo thiên tài trăm năm khó gặp. Thế nhưng mà, câu ngọc công chúa giờ phút này, môi mỏng có chút động, đôi mắt đẹp lộ ra sắc thái vô cùng hướng về. Phẳng phất năm chữ đại viên mãn đỉnh phong này, cũng không đủ xứng đôi loại ý cảnh kia. chương 44, Cảnh giới truyền thuyết 2. Đại viên mãn đỉnh phong sao, đôi môi của câu ngọc nhúc nhích, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một đạo hương khí như lan, Than nhỏ, năm ta 16 tuổi, từng vô tình gặp được cao nhân. Từ trong miệng cao nhân này, ta biết được, cấp độ tu luyện vũ khí thế gian, trên đại viên mãn đỉnh phong, còn có cảnh giới rất cao. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Ở đây không người nào không là võ đạo cường giả, thậm chí không ít người là chân khí đại sư tu luyện vài thập niên, thế nhưng mà, cấp độ tu luyện vũ khí trên đại viên mãn đỉnh phong, còn có cảnh giới rất cao, bọn hắn lại chưa nghe nói qua. Một môn vũ kỹ, tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong, còn có thể như thế nào? Đã viên mãn rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Câu Ngọc công chúa tự hồ nhớ lại kỳ ngộ năm đó, nỉ non nói, "Ta biết rõ, loại thuyết pháp này có chút nghe rợn cả người, nhưng mà, vị cao nhân kia nói cho ta biết, thế giới võ đạo như tinh hà sáng chói, vô biên vô hạn, mà thiên tài võ đạo thì như ngôi sao trong tinh hà, nhiều vô số kể." Đông phương vương quốc chúng ta, thậm chí quanh thân 16 nước, ở trên phiến đại lục này, cũng không quá đáng là muối bò biển mà thôi. Mà võ đạo thiên tài chính thức của thế giới này, bọn hắn bất luận là thiên phú, hay ngộ tính, đều là trong ngàn tỷ chọn một. Loại thiên tài này, bọn hắn đối với tu luyện vũ kỹ, dễ dàng liền có thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn có thể ở trên cơ sở viên mãn, khai sáng rất nhiều biến hóa, diễn sinh ra rất nhiều huyền ảo vốn không có, đem phẩm chất, cảnh giới, chân ý của vũ kỹ thăng hoa, ngữ khí của câu ngọc công chúa tràn đầy thành kính, trong mắt mang theo ý hướng về nồng đậm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tầm mắt của câu ngọc, công chúa nàng không đứng ở trong một quốc gia, nàng càng hướng tới chính là võ đạo thế giới càng thêm rộng rãi. Năm đó nàng nghe được cao nhân kia nói, liền đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hướng tới, đối với loại thiên tài trong truyền thuyết kia, tràn ngập tò mò. Mà vừa rồi Giang Trần ở trong trận chiến ấy, Câu Ngọc công chúa lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, Giang Trần này nắm giữ Đông Vương chỉ, vậy mà đạt đến tiêu chuẩn võ đạo thiên tài chính thức trong miệng vị cao nhân kia. Trên đại viên mãn đỉnh phong, còn có cảnh giới. Cái kia mệnh danh như thế nào, loại thuyết pháp vượt ra khỏi phạm vi tri thức này, làm cho những võ đạo cường giả ở đây đều có chút mê mang. Trên đại viên mãn đỉnh phong, gọi chung là truyền thuyết, Câu Ngọc công chúa chỉ nói, đương nhiên, một ít vũ khí thô thiển, đối với thiên tài chính thức mà nói, tu luyện tới cấp độ truyền thuyết cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên tài chính thức là đem một ít vũ kỹ thượng thừa tu luyện tới cấp độ truyền thuyết, khai sáng ra ý cảnh, dung hợp lý niệm, dung nhập huyền ảo của bản thân, đem vũ kỹ thăng hoa thành tuyệt chiêu ẩn giấu của mình, đây mới thực sự là thiên tài. Giải thích như vậy, mọi người xem như hiểu được. Nguyên lai, like, cấp độ truyền thuyết là như vậy. Cô cô, nói như vậy, Đông Vương chỉ của Giang Trần ca đã tu luyện đến cấp độ truyền thuyết sao? Đông Phương chỉ nhược rất muốn chứng nhận điểm này ta tu luyện Đông Vương chỉ đã 13 năm, cấp độ bản thân cũng đến sơ giai viên mãn, tự nhận trong đầu có thể suy diễn ra trạng thái viên mãn đỉnh phong. Thế nhưng mà, vừa rồi Giang Trần thi triển Đông Vương chỉ, như thần long thoáng hiện, thấy đầu không thấy đuôi, để cho ta căn bản nhìn không thấu. Thậm chí trong đầu nhiều lần suy diễn, cũng suy diễn không ra. Chư vị thử nghĩ thoáng một phát, ngay cả ta mô phỏng cũng mô phỏng không ra, Đông Vương chỉ này sẽ là cấp bậc gì? Câu Ngọc công chúa nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần nhiều thêm vài phần ý vị thâm trường nhưng giang trần lại bại hoại cười nói cấp độ truyền thuyết thậm chí có loại cảnh giới thần kỳ này tồn tại dù sao ta có thể thắng hắn thuần túy là bởi vì bạch chiến vân quá ngu si vừa rồi đã ở trước mặt ta đánh đông vương chỉ một lần bị ta khám phá huyền ảo mà thôi nào có nhiều đồ vật chó má cao thâm như vậy bạch chiến vân đổ mồ hôi hắn tính cách lại ngạo đối với giang trần này cũng là hận không nổi rồi không nói đến vừa rồi giang trần hạ thủ lưu tình chỉ nói lúc trước giang trần chỉ điểm một phen bạch chiến vân liền tỉnh táo lại cẩn thận tưởng tượng xác thực là có chuyện như vậy mình mọi cách nịnh nọt long cư tuyết thế nhưng mà nữ nhân này lúc nào thật sự đối với bạch chiến vân hắn có qua vài phần thiệt tình một hồi chư hầu truyền nhân tỷ thí lại dùng kết cục như vậy chấm dứt dùng thân phận của câu ngọc công chúa tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nàng cố ý phóng nước cho giang trần dù sao giang trần bất luận là thân phận hay địa vị đều không đủ để cho câu ngọc công chúa làm như vậy hơn nữa, người nào không biết, Câu Ngọc công chúa nổi danh thiết diện vô tư. Nếu như không phải thế mà nói, Quốc quân bệ hạ sao yên tâm đem đại sự như Tiềm Long thi hội giao cho Câu Ngọc công chúa phụ trách, đồng dạng Giang Trần đánh bại Bạch Chiến Vân, tuy thần kỳ, nhưng mà chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn muốn hoài nghi, cũng tìm không thấy lý do hoài nghi. Trở lại yến hội, rượu và thức ăn được mang lên, nhưng mà hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút trầm lắng hoặc nhiều hoặc ít cả đám đều mang theo vài phần tâm sự nhất là một ít chư hầu cùng giang hãn hầu có quan hệ bọn hắn đều có chút lo lắng đến cùng giang trần này là may mắn thắng bạch chiến vân hay là giả heo ăn thịt hổ chờ tới tiềm long thì hội sắp tiến vào giác trục cuối cùng phụ tử này rốt cục lộ ra răng nanh dữ tợn nếu như nói một ba mạch chân khí cảnh có thể dựa vào đối phương thi triển vũ kỹ một lần tìm ra sơ hở đem một tám mạch chân khí đả bại loại sự tình này đứng ở góc độ võ đạo đại sư xem ai cũng không tin xem một lần có thể tìm ra sơ hở, hơn nữa ở trong thực chiến đả bại đối thủ, điều này sao có thể, nếu như lấy yếu thắng mạnh dễ dàng như vậy, mọi người còn vất vả tu luyện làm gì, thế nhưng mà, nhắc tới giang trần giả heo ăn thịt hổ, lại không tránh khỏi giả trang quá giống A. Mấu chốt nhất là, loại sự tình đánh giấm ở tế thiên đại điển này, như thế nào cũng không giống giả heo ăn thịt hổ A. Đây chính là tội lớn ngập trời, nhất định sẽ bị cực hình. Chẳng lẽ nói, quốc quân Đông Phương Lộc phối hợp Giang Trần hắn, cùng một chỗ giả heo ăn thịt hổ, cái này càng hoang đường rồi. Quốc quân bệ hạ còn không có nhàm chán đến loại tình trạng này a. À. Mà giang gia phụ tử hắn, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, để cho quốc quân nghiêng cả nước chi lực, đến bồi phụ tử bọn hắn diễn một tuồng kịch. Chương 45, Giang Phong bộc phát. Chỉ có Thiên Thủy Hầu cùng số ít vương công đại thần, trong nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán. Bởi vì, đêm hôm đó bọn hắn ở Giang Hãn Hầu phủ, từng chính mắt trông thấy chân tướng sự tình, thần linh phó thác giang trần lực lượng, có lẽ còn không có ly khai, cho nên để cho tiểu tử này đi vận khí cứt cho A. Trong đầu thiên thủy hầu, là giải thích như vậy. Loại phỏng đoán này, cũng là hợp lý nhất. Thiên thủy hầu thông qua quan sát biểu lộ cùng động tác của Giang Phong, đi ra kết luận, chuyện này, ít nhất trước đó Giang Phong cũng không biết. Dùng lòng dạ của Giang Phong, nếu như giả heo ăn thịt hổ, hành động sẽ không đạt được loại cảnh giới này, nhất định sẽ sớm lộ ra sơ hở tiệc rượu bắt đầu bọn người tuyên bàn tử cũng liên tiếp đi đi lại lại cùng giang trần càng thân mật trước kia bọn hắn đi theo giang trần lăn lộn là vì giang trần hào phóng trượng nghĩa chịu vì bằng hữu xuất đầu hiện tại thực lực của giang trần càng làm cho bọn hắn có cảm giác nhất vinh câu vinh được a à. trần ca tuyên bàn tử ta theo ngươi lăn lộn 2-3 năm lại không biết nguyên lai like trần ca ngươi mới thật sự là thiên tài a à. hành động nhất lưu thiên phú nhất lưu thực lực càng nhất lưu tiểu đệ bội phục bội phục vẻ mặt tuyên bàn tử kích động, nước miếng bay tứ tung, so với tiểu hài tử vào lễ mừng năm mới còn hưng phấn. Phảng phất giang trần ngưu bức, cùng hắn ngưu bức giống nhau. Mà ở một bàn khác, sắc mặt bạch chiến vân trắng bệch cúi đầu uống rượu, không rên một tiếng. Lúc trước Yến Nhất Minh bị Giang Trần một chiêu đánh bay, bây giờ cũng tĩnh lại, oán hận nói, Giang Trần này, nhất định dùng tà thuật gì? Hắn chỉ là một ba mạch chân khí, làm sao có thể thắng ta? Hồng Thiên Đồng thì thầm hô may mắn. May là mình thông minh, sau khi Bạch Chiến Vân biểu thị Đông Vương Chỉ không có đứng ra gây náo động. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như mình đi lên cùng Giang Trần đấu một hồi, nói không chừng hôm nay mất mặt cũng không phải là hai vị này, mà là Hồng Thiên Đồng hắn rồi. Thấy Bạch Chiến Vân buồn bực uống rượu, Hồng Thiên Đồng tâm niệm vừa động, muốn tiếp tục châm ngòi ly gián, Bạch Huynh, chớ nhụt chí. Tiểu tử Giang Trần này may mắn, luận thực lực chân thật, hắn một sơ dai chân khí cảnh, như thế nào là đối thủ của ngươi? đông vương chỉ bất quá là vũ kỹ nhập môn tiểu tử này vận khí tốt tu luyện thuần thục mà thôi nếu như so đấu tâm pháp ra truyền giang hãn hầu hắn sao có thể cùng bạch hồ hầu ngươi so sánh bạch chiến vân cúi đầu cười khổ thay đổi tác phong ngang ngược ngày xưa nhẹ nhàng lắc đầu lại không nói gì hắn cũng không phải một kẻ ngu dốt trước kia hắn mấy lần chèn ép giang trần thuần túy là vì nịnh nọt long cư tuyết chỉ là mới vừa rồi bị giang trần điểm tỉnh hắn bừng tỉnh đại ngộ ý niệm trong đầu lại hiểu rõ ra rất nhiều đúng vậy a à, dùng thời gian tốt nhất của mình vì một nữ nhân chướng mắt mình mất đi có đáng sao còn có hồng thiên đồng này mấy lần cùng mình chung một chỗ chèn ép giang trần hắn lại không tổn hao gì mỗi lần không may đều là bạch chiến vân hắn điều này nói rõ cái gì nói rõ hồng thiên đồng này dụng tâm hiểm ác mỗi lần đều để bạch chiến vân hắn làm chim đầu đàn thật đúng là coi lão tử thành loại ngu xuẩn bạch chiến vân liếc nhìn hồng thiên đồng Đối với loại âm hiểm này, thoáng cái sinh ra không ít để phòng cùng chán ghét. Trên ghế đầu, với tư cách đông chủ hôm nay, Long Chiếu Phong đối với. Chuyện vừa rồi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không để trong lòng. Dù Giang Trần này có chút lòng dạ, có chút thiên phú, thế nhưng so sánh với tiên thiên thân thể của nữ nhi hắn, nhất định có khoảng cách không thể bổ khuyết. Cho nên, tâm tư giành linh mạch của Giang Hãn Hầu, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại quyết định tiên hạ thủ vi cường. Dựa qua ba tuần, Long Chiếu Phong nâng chén hướng Giang Phong nói, Giang Phong lão đệ, hôm nay ta thật bất ngờ, lệnh lang biểu hiện, để cho bản hầu mở rộng tầm mắt. Ta đối với Giang Phong lão đệ, cũng là từ lâu có ý kết giao. Hôm nay mượn cơ hội này, vẫn là câu nói kia, bản hầu đề nghị, lão đệ ngươi cân nhắc như thế nào? Sao không thừa dịp hôm nay, vui sướng định ra? Bản hầu thành ý ngươi cũng thấy, chỉ cần lão đệ ngươi gật đầu, sau này cái gì đều không cần làm, hàng năm có thể từ chỗ bản hầu đạt được 30 vạn lượng bạc. Ta và ngươi hai nhà chư hầu, càng có thể vĩnh viễn kết thành huynh đệ như thế nào, Long Chiếu Phong ngữ khi phóng khoáng, phảng phất hắn cưỡng ép dùng giá rẻ thuê linh địa của Giang gia, là cho Giang Hãn Hầu mặt mũi. Giang Phong bị Long Chiếu Phong cưỡng ép kéo đến bàn này, liền biết rõ chỗ này không dễ ngồi. Gặp Long Chiếu Phong chân tướng phơi bày, đi thẳng vào vấn đề rồi, cũng chỉ có thể kiên trì nói, Long Hầu, Giang Hãn lãnh địa ta ở Nam Cương, Thâm Sơn cùng cốc không có nơi phát ra kinh tế gì, chi phí toàn bộ hầu phủ, đại bộ phận dựa vào là thu nhập từ mảnh bán linh địa kia. Long Hầu đề nghị, giống như là đoạn con đường kiếm tiền của Giang Hãn lĩnh ta. Tiểu đệ thực khó tòng mệnh, không thể không nói, dùng tính tình của Giang Phong, lời nói có thể nói đến đây, đã rất không dễ dàng. Đổi lại ở nơi khác, chỉ sợ Giang Phong sớm đã vỗ bàn, phất tay áo rời tiệc. Giang lão đệ, ngươi đây là làm khó bản Hầu a? Long đằng Hầu ngữ khí ngưng tụ. Ha ha, Giang Hầu, cái gì cũng không cần làm, hàng năm có thể lĩnh 30 vạn lượng, đây quả thực là sinh ý không vốn, vì sao Giang Hầu cự tuyệt? một chư hầu khác làm bộ khuyên bảo đúng vậy a à. cố định lấy tiền sinh ý đổi lại là ta lông mày cũng sẽ không nhan thoáng một phát giang hầu long hầu thân là đệ nhất chư hầu cùng ngươi kết thành huynh đệ đây là đại hảo sự bao nhiêu người vót nhọn đầu cũng cầu không được vậy mà giang hầu ngươi không quý trọng còn không phải sao ngươi xem long hầu thân là đệ nhất chư hầu cứ tuyết tiểu thư thì bị ẩn thế tông môn nhìn chúng long hầu nhất mạch nhất định là phú quý vô hạn Ngươi nghịch tâm ý của Long Hầu, bỏ qua mặt mũi Long Hầu, con đường về sau, chẳng phải là càng chạy càng chật vật sao? Những người này, mỗi một cái đều là tồn tại phụ thuộc Long Đằng Hầu. Nghe như khuyên bảo, trên thực tế là uy hiếp, là bức bách, là trợ trụ vi ngược. Rất nhiều lời nói Long Đằng Hầu không tiện nói trắng ra, bọn hắn sẽ đến hỗ trợ làm ác nhân. Không thể không nói, nếu như không phải giang phong trời sinh xương cứng, đổi lại một chư hầu khác, ở dưới loại tràng diện này, chỉ sợ sẽ chống đỡ không được nhưng Giang Phong lại dứt khoát lắc đầu, các ngươi đừng nói nữa. Lời nói dễ nghe ai cũng biết nói, thực bảo các ngươi khoét thịt đào tâm, chỉ sợ các ngươi sẽ không hào phóng như vậy. Đại biểu Đan Vương Uyển vẫn ngồi không nói gì, cũng là đại uyển chủ của Đan Vương Uyển, hắn ha ha cười cười. Chương 46, Thống Mạ Quyền Quý 1 Giang Hầu, Đan Vương Uyển ta cùng Giang Hãn Lĩnh các ngươi hợp tác mấy lần, phát hiện Giang Hãn Lĩnh các ngươi đào tạo linh dược, còn không đạt tới Đan Vương Uyển chúng ta yêu cầu, cho nên, trải qua Đan Vương Uyển chúng ta nhất trí quyết định, sau này linh dược đến từ Giang Hãn Lĩnh, chúng ta một mực không thu. Trước kia hai nhà quan hệ hợp tác cũng theo đó kết thúc. Lời này vừa nói ra, biểu lộ của Giang Phong thay đổi. Sở dĩ hắn kiên cường, không muốn đem khối bán linh mạch này cho Long Đằng Hầu thuê, cũng là bởi vì cùng Đan Vương Uyển có quan hệ hợp tác. Từ tầng quan hệ này, hàng năm Giang Hãn Lĩnh có thể đạt được 5 triệu lượng bạc tiền lời. Thế nhưng mà hôm nay lão đại đan vương uyển tự mình lên tiếng kết thúc quan hệ hợp tác từ nay về sau không thu linh dược đến từ giang hãn lĩnh cái này là rút củi dưới đáy nồi rồi giang phong khàn giọng hỏi đại uyển chủ thật muốn làm tuyệt như vậy sao đại uyển chủ thản nhiên nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt giang hầu ngươi sai ở chỗ không thức thời vụ thấy không rõ tình thế này sao nói là khuyên bảo rõ ràng là gõ giang phong rồi trong bụng giang phong nhẫn một cỗ tà hỏa đã lâu những lời này của đại uyển chủ rốt cục đốt lên lửa giận của hắn lửa giận áp chế hồi lâu lập tức bộc phát giang phong bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên cười to nói tốt tốt nguyên một đám giả vờ giả vịt đánh lại là bản tính cường đạo dã man ta nói cho các ngươi biết giang phong ta không phải bùn nặn tiền ta có thể không có thậm chí có thể không cần lợi nhuận nhưng mà làm người chú ý cốt khí cái cốt khí này giang phong ta là nửa lượng cũng sẽ không bán đan vương uyển sao phong bế giang hãn lĩnh ta sao không sao cả dù lão tử đem bán linh mạch kia chăn heo cũng không tiện nghi các ngươi giang phong bạo phát bộc phát vô cùng đột nhiên cũng rất triệt để nguyên lai like, cảm giác bộc phát là thoải mái như vậy giang phong cảm thấy một ngụm ác khí trong bụng ở thời khắc này quả nhiên là hết thảy phát tiết ra mà toàn bộ yến hội cũng theo hắn bộc phát đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng tất cả ánh mắt mang theo các loại ý tứ hàm xúc kỳ quái tập trung ở trên người giang phong nguyên một đám trong nội tâm đều nghĩ giang gia phụ tử này trước sau bộc phát trở thành nhân vật tiêu điểm đây là muốn náo tới loại nào là thành tâm cùng long đằng hầu phủ gây khó dễ làm trái sao tĩnh tĩnh giống như chết ai cũng không ngờ tới giang phong lại đột nhiên bộc phát triệt để như thế đây quả thực là triệt để vạch mặt với long đằng hầu đắc tội vương quốc đệ nhất chư hầu a trong lúc nhất thời những chư hầu cùng giang hãn hầu giao hảo kia cũng không khỏi vì giang phong chảy mồ hôi mà người trung lập ánh mắt cũng không dám nhìn Giang Phong, sợ bị Long Đằng Hầu hiểu lầm, sợ bị Long Đằng Hầu ngộ nhận là đồng đang ủng hộ Giang Phong. Không khí hiện trường thoáng cái tĩnh thần kỳ, mà ở thời điểm này, một tiếng vỗ tay chói tai ba 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 vang lên. Giang Trần Khoan Thai từ trong bữa tiệc đứng lên, chửi hay lắm, mắng thống khoái. Không hổ là lão tử của Giang Trần ta, ta rất hiếu kỳ, các ngươi những cái gọi là chư hầu này, cái gọi là quyền quý này, trên người của các ngươi thật không có một đầu ngạnh cốt sao? biên giới đông phương vương quốc chúng ta phải dựa vào loại nhu nhược các ngươi chỉ biết nịnh nọt đi thủ ngự sao trên người các ngươi chẳng lẽ không có chút tôn nghiêm của nhân vật quyền thế sao ngoại trừ nịnh nọt lấn thiện sợ ác ra các ngươi thật sự không làm được những thứ khác sao bản lãnh của các ngươi chỉ còn lại có chèn ép đồng liêu cướp đoạt lãnh địa đồng liêu cướp đoạt lợi ích của đồng liêu sao còn các ngươi nữa đan vương uyển đúng không chỉ là một thương nhân có công danh tại thân sao vì vương quốc lập qua công lao sao? Ngươi là nơi nào đến dũng khí, dùng loại khẩu khí trang bức này, giáo huấn một phương chư hầu có được nhị phẩm chư hầu lệnh? Là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi kiêu ngạo như vậy, quốc quân bệ hạ biết không? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thấy rõ tình thế vậy sao? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, đan vương uyển các ngươi cái gọi là thấy rõ tình thế, là dạng tình thế gì? Kết thúc hợp tác, ta nhổ vào. Hiện tại bổn thiếu gia minh xác nói cho ngươi biết đan vương uyển bị giang gia ta phong sát rồi đan vương uyển đại uyển chủ chật chật cười lạnh phong sát ngươi lừa gạt ai đó giang gia ngươi bất quá là một chư hầu chán nản phong sát đan vương uyển ta khỏi cần phải nói lãnh địa bán linh mạch của nhà các ngươi không có đan vương uyển ta ủng hộ cũng chỉ có thể dùng để nuôi heo giang trần cười nhạt một tiếng vậy sao dược sư điện tam điện chủ đại uyển chủ này nói thổ địa bán linh mạch nhà của ta chỉ có thể dùng để chăn heo ngươi thấy thế nào Dược sư điện tam điện chủ cười hắc hắc, sờ lên cái mũi nói, bán linh mạch, dùng để chăn heo thật là đáng tiếc. Dược sư điện chúng ta, nguyện ý dùng 10 triệu lượng bạc, cùng giang ra ký kết 5 năm hợp đồng. Không, 10 năm, 20 năm. Không, niên hạn tùy các ngươi chọn. Cái gì, kể cả long đằng hầu ở trong tất cả mọi người, đều cho là lỗ tai của mình nghe lầm. Dược sư điện tam điện chủ, vậy mà ở loại trường hợp này, ra giá, giá 1.000 vạn, cùng giang ra ký tên hợp tác, nếu như đổi lại nơi khác, chỉ ký tên hợp tác thuần túy là sinh ý vãng lai vậy cũng không có gì thế nhưng mà loại trường hợp này cử động của dược sư điện rõ ràng là mạo hiểm đắc tội long đằng hầu công nhiên cho giang ra chỗ dựa cái này liền kỳ quái dược sư điện là tồn tại ngư bức cỡ nào ai không rõ ràng dược sư điện là tồn tại khôn khéo cỡ nào ai không rõ ràng loại trường hợp này nếu như dược sư điện không có lập trường kia là một chút cũng không kỳ quái thế nhưng mà hôm nay dược sư điện điện chủ tự mình đứng ra biểu đạt lập trường vậy thì quá kỳ quái giang gia này lúc nào đáp lên dược sư điện hơn nữa quan hệ còn chặt như vậy mọi người không biết là vì sao giang gia có mặt mũi lớn như vậy để cho dược sư điện cũng có thể công nhiên cho bọn họ chỗ dựa sắc mặt đan vương uyển chủ đại biến kiều điện chủ các ngươi làm như vậy không ổn đâu vương đô tam đại thế lực linh dược dược sư điện thứ nhất chiếm năm thành thị trường thần nông đường và đan vương uyển cùng một chỗ chiếm cứ một nửa thị trường khác trên cơ bản Tuy tam ra cạnh tranh kịch liệt, nhưng mà có quy tắc ngầm riêng phần mình, bình thường sẽ không ác ý cướp đoạt sinh ý của đối phương. Đây là một quy tắc ngầm mà mọi người không nói phá, nhưng đều sẽ thủ vững. Tam điện chủ cười nhạt một tiếng, "Uông Uyển chủ, vừa rồi ta nghe rõ người nói kết thúc sinh ý cùng Giang ra rồi. Nếu không phải như vậy, dược sư điện ta sao sẽ nhúng tay? Quy củ việc buôn bán, chúng ta đều hiểu. Sinh ý các ngươi không làm, chúng ta nhặt lên làm, tổng không có gì không ổn a." À? Chương 47 Thống mạ quyền quý 2 bất kể là quy tắc sáng hay là quy tắc ngầm, dược sư điện đều không cần để ý tới. Sắc mặt đại uyển chủ liền khó coi. Sở dĩ hắn sẽ công nhiên đứng ra chèn ép giang gia, phong sát giang gia, cũng là vì nịnh bợ long đằng hầu. Dù sao sinh ý cùng ai làm đều là làm, những bán linh địa kia của giang gia rơi vào trên tay long đằng hầu. Cái sinh ý này chẳng khác gì là cùng long đằng hầu làm. Đối với đan vương uyển mà nói không có nửa điểm tổn thất, ngược lại có thể thừa cơ giao hảo đệ nhất trừ hầu. Đối với Đan Vương Uyển chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hơn nữa, hắn cũng coi chuẩn, coi như mình nói ra phong sát giang ra, dược sư điện cùng thần nông đường, khẳng định cũng sẽ không đứng ra đoạt sinh ý. Dù sao, sinh ý một năm 500 vạn, còn chưa đủ để cho hai nhà kia đi gánh chịu phong hiểm đắc tội long đằng hầu. Nhưng để cho đại uyển chủ không nghĩ tới là, sự tình hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu của hắn chẳng những dược sư điện đứng ra hơn nữa ra ra gấp bội đem kim ngạch hợp tác tăng lên gấp đôi cái thái độ này rất rõ ràng là lôi kéo răng ra đại uyển chủ rất không minh bạch hắn thật sự không rõ a à, dược sư điện khôn khéo như vậy nhưng lúc này vì chút xíu lợi ích lại đi đắc tội long đằng hầu sao chẳng lẽ dược sư điện điểm ấy đại thế cũng nhìn không ra yến hội tiến hành đến nơi đây hiển nhiên là khó có thể tiếp tục rồi nhìn xem khuôn mặt long đằng hầu âm trầm tất cả khách nhân đều thức thời đứng dậy cáo từ Hôm nay yến hội này, Long Đằng Hầu vốn là muốn trang bức khoe khoang, kết quả, bởi vì Giang Gia Phụ Tử náo loạn, Dược Sư Điện ra tay can thiệp, ngược lại thành Giang ra đánh mặt Long Đằng Hầu rồi. Trường hợp như vậy là khắp nơi lộ ra cổ quái a, mặc kệ như thế nào, cục diện bình tĩnh của Đông Phương Vương Quốc rất có thể sẽ phá vỡ. Bởi vì Long Đằng Hầu rất tức giận, Vương Quốc đệ nhất trừ hầu tức giận, loại hậu quả này hiển nhiên là rất nghiêm trọng. Mà đại biểu Vương Thất, Câu Ngọc Công chúa thì tâm tình phức tạp vốn là đối với Giang Trần rất có thành kiến, bỗng nhiên tầm đó phát hiện, ra hỏa hung hăng càn quấy này, nguyên lai vẫn có vài phần cốt khí cùng khí phách như vậy. Giang Trần hùng hổ của trách, đối mặt các lộ quyền quý lạnh nhạt tự nhiên, để cho Dược Sư Điện ra mặt chống đỡ, đều khiến nội tâm Câu Ngọc công chúa không thể không thừa nhận, trước kia, đối với tiểu tử Giang Trần này, nàng cũng nhìn lầm rồi. Sau khi tan tiệc, đi tới ngoài cửa, Đan Vương Uyển đại uyển chủ đứng ở cửa ra vào, cười lạnh nhìn qua Giang Phong nói, "Giang Phong, phụ tử các ngươi xong đời, đắc tội long đằng hầu tương lai giang gia các ngươi nửa bước khó đi a à, ung uyển chủ ta ngược lại rất hiếu kỳ ngươi một người làm ăn lại vội vàng mở đường tiên phong cho người như vậy cảm giác làm chó thật sự thú vị như vậy sao giang trần cười ha ha ánh mắt khi miệt ở trước mặt đại uyển chủ khẽ quét qua giang trần tiểu tử ngươi liền cuồng đi thời gian không nhiều lắm rồi ung uyển chủ nghiến răng nghiến lợi nói người nói không sai thời gian không nhiều lắm rồi đan vương uyển ha ha vương đô mặc dù lớn nhưng sinh ý linh dược không cần phải tạo thế chân vạc a à. giang trần nói xong hai chân dục lấy phóng ngựa chạy như bay mà đi uông uyển chủ một đống nhân kỷ lại bị thái độ ngạo mạn của giang trần chọc thiếu chút nữa tức giận thổ huyết hắn hôm nay đủ phiền muộn a à. sinh ý cùng giang gia cứ như vậy không công mất đi còn là một trận ác nhân kết quả chỗ tốt gì cũng không có kiếm đến ngược lại ăn một trầu thóa mạng chỉ là uông uyển chủ không dám có nửa điểm không vui lại càng không dám giận cho đánh mèo đến trên người Long Đằng Hầu. Dù đầu sò khiến cho Đan Vương Uyển mất đi sinh ý, kỳ thật là Long Đằng Hầu. Mà thôi, một cọc sinh ý chỉ là chuyện nhỏ. Dù mất đi, cũng không gây thương tổn căn cơ Đan Vương Uyển ta. Ngược lại là dược sư điện kia, đắc tội Long Đằng Hầu. Nếu có thể bắt lấy kỳ ngộ này, mượn cơ hội chèn ép dược sư điện thoáng một phát, Đan Vương Uyển ta chưa hẳn không thể lấy được chỗ tốt. Uông Uyển chủ tâm tư cực kỳ linh hoạt, vừa nghĩ tới Long Đằng Hầu thanh thế to như vậy, cùng với hiện tại ở trong hội ẩn ẩn truyền bá một ít thuyết pháp long đằng hầu này quyền thế càng lớn đối với đông phương vương quốc uy hiếp càng lớn mà hôm nay long cư tuyết tiểu thư bị ẩn thế tông môn nhìn chúng đợi một thời gian long ra thay thế đông phương gia tộc trở thành vua của một nước cũng chưa chắc không có khả năng long đằng hầu chí hướng rộng lớn a à, hy vọng ngày kia có thể sớm ngày thực hiện đến lúc đó đan vương uyển chúng ta bắt lấy kỳ ngộ một lần hành động đánh tan dược sư điện cướp lấy vị trí vương đồ đệ nhất linh dược, thế tất không nói chơi. Nghĩ tới đây, tâm tình của ông Uyển chủ thoáng cái tốt rồi. Trở lại Giang Hãn Hầu Phủ, cảm xúc của Giang Phong chậm rãi ổn định. Hôm nay bộc phát, thống khoái là thống khoái, bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nếu như ở lãnh địa của mình, lãnh địa của Giang Hãn lĩnh cùng Long Đằng Hầu cách xa nhau trời Nam Biển Bắc, cũng không sợ Long Đằng Hầu kia làm gì. Dù sao, chư hầu tầm đó, không có lệnh vua, là không thể tùy ý trinh phạt nhưng mà hôm nay tất cả mọi người ở vương đô, ai cũng tin tưởng. Long đằng hầu ở vương đô mánh khoái thông thiên, vương đô tam giáo cửu lưu, đều có giao tình. Hơn nữa rất nhiều vương công đại thần trong triều đều cùng long đằng hầu này xưng huynh gọi đệ. Chứng kiến biểu lộ của Giang Trần ngưng trọng, Giang Phong cười nói, tiểu tử, ngươi rất gan. Hôm nay cho lão tử ta thể diện A, có câu hổ phụ không khuyển tử, hôm nay lão ba người biểu hiện, cũng rất cường hãn. Giang Phong nhìn chằm chằm vào Giang Trần, mang theo vài phần nghiền ngẫm nói tiểu tử ngươi còn cùng ta trang nhanh nói vì sao dược sư điện ở dưới loại tình huống đó lại đứng ra giúp chúng ta thiên hạ rộn ràng đều vì chữ lợi thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi dược sư điện làm như vậy tự nhiên có lý do của bọn hắn giang trần cười nói phụ thân ta chỉ có một câu thời gian giang ra chúng ta bị người trào phúng mặc người chém giết đã vừa đi không trở lại giang phong nghe vậy mắt hổ đột nhiên sáng ngời Trần Nhi, hôm nay rất nhiều chư hầu nói phụ tử chúng ta ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự một mực ẩn giấu thực lực? Ta làm lão tử, cũng bị giấu giếm sao? Giả heo ăn thịt hổ, khóe miệng Giang Trần tràn ra vẻ tươi cười. Ta xem bọn họ là suy nghĩ nhiều. Giang gia ta không cần giả heo, bọn hắn cũng không phải lão hổ gì. Lúc nói ra lời này, trong giọng nói của Giang Trần phóng ra một loại hào khí để cho người không thể hoài nghi. Nụ cười tự tin làm cho Giang Phong đột nhiên tầm đó sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu đứa con trai này. Chương 48, Thế cục vương đô gợn sóng một. Để cho Giang Trần thật không ngờ là, tại Long Đằng Hầu phủ phát sinh một loạt phong ba, làm cho vương đô vốn bình tĩnh không gợn sóng, ở dưới đáy lại ẩn ẩn nhấc lên từng mạch nước ngầm. Trong Long Đằng Hầu phủ, Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong, tự nhiên là một người nóng tính lớn nhất. Bị Giang Phong cự tuyệt, hắn vì đại cục cân nhắc, có lẽ tạm thời sẽ nhịn. Nhưng mà bị Giang gia phụ tử dùng loại phương thức cường thế này cự tuyệt, Long Đằng Hầu hắn cảm thấy bị đánh mặt rồi. Tuy Long Đằng Hầu không có tại chỗ bộc phát, cũng không có nổi trận lôi đình. Đây không phải là bởi vì hắn rộng lượng, mà là hắn với tư cách thượng vị giả, hiểu được ở loại trường hợp này, phải khống chế lửa giận của mình. Khi tất cả khách mời rút đi, lưu lại chỉ có tâm phúc của hắn, câu nói đầu tiên của Long Chiếu Phong là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lần tiềm Long thi hội này, giang ra phải bị loại bỏ. Ta xem phụ tử bọn hắn không có chư hầu lệnh, còn dám càn rỡ nói nắm linh mạch thổ địa, còn có gì cùng bản hầu đấu? Còn có, cha thoáng một phát cho ta, dược sư điện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long đằng hầu rất không thoải mái, dược sư điện vậy mà ở loại trường hợp này, công nhiên đứng ra cho giang ra chỗ dựa. Một màn này, là tất cả mọi người không ngờ được. Những bạn bè tâm phúc lưu lại kia, đều nhao nhao gật đầu. Giang gia phụ tử này, xác thực là không biết sống chết. Lần này không đè bọn chúng xuống, uy tín của Long Hầu Tất sẽ bị hao tổn dược sư điện cùng giang trần tầm đó nhất định có chút cổ quái ngày đó nữ nhi tại dược sư điện long cư tuyết đem chuyện đã xảy ra ở dược sư điện nói một lần ngày đó dược sư điện tam điện chủ cự tuyệt tất cả đỉnh cấp chư hầu truyền nhân đem long cốt trí dương thảo bán cho giang trần còn tôn sùng giang trần là khách quý một màn này hồi tưởng lại làm cho long cư tuyết cảm thấy có chút cổ quái long chiếu phong nghe nói cười khổ không thôi tuyết nhi sự tình trọng yếu như vậy sao ngày đó không có nghe ngươi đề cập qua long cư tuyết cũng hối hận lúc ấy tuyết nhi cảm thấy chỉ là một thiếu gian chơi còn không vào được mắt phụ hầu ngươi ai nghĩ đến dược sư điện vậy mà kỳ thật long cư tuyết nói cũng có đạo lý ngày ấy tranh đoạt long cốt trí dương thảo nói cho cùng chỉ là một chuyện nhỏ là việc xen giữa của các chư hầu đệ tử tuy long cư tuyết bởi vậy rất chán ghét giang trần nhưng nàng lại không vì chút việc nhỏ ấy mà phải nói cho phụ thân thế nhưng mà tại vương đô đôi khi một chuyện nhỏ thường thường có thể gặp hơi biết hóa ẩn chứa nội hàm. Nếu như Long Đằng Hầu có thể biết trước chuyện này, ở trên vấn đề mời dược sư điện dự tiệc, liền có thể làm nhiều chuẩn bị, ít nhất hôm nay sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy. Dược sư điện ngoài ý muốn giết ra, để cho Long Đằng Hầu thoáng cái mất đi quyền chủ động. Đúng rồi. Long Hầu, còn có một việc, các ngươi có phát hiện hay không, cực kỳ kỳ quái. Nói chuyện, là nhạn môn hầu Yến Cửu Trang. Ngoại trừ nhạn môn hầu ra, ở đây vậy mà tụ tập chí ít hơn 10 lộ chư hầu. Giờ khắc này ở đây, không có chỗ nào mà không phải là tâm phúc của Long Đằng Hầu. Nói cách khác, Đông Phương Vương Quốc 108 Lộ Trư Hầu, âm thầm đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vậy mà đã nhiều đến hơn 10 lộ. Đây chính là một cỗ thế lực phi thường đáng sợ. Mà nhạn, môn hầu ở trong 108 Lộ Trư Hầu, bản thân có thể đứng vào top 10. Bởi vậy sau khi đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vẫn có quyền lên tiếng tương đối. Yến Hầu, ngươi có phát hiện gì?" Long Chiếu Phong hỏi. Buổi yến hội hôm nay có hai điểm cổ quái một vì cái gì câu ngọc công chúa và chỉ nhược công chúa cùng giang trần quen thuộc như vậy hai thiên thủy hầu biểu hiện tại sao khác thường như vậy phải biết rằng thiên thủy hầu là tử địch của giang phong nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ là người tích cực đứng ra phản đối giang hãn hầu nhất nhưng mà hôm nay các ngươi chứng kiến hắn thế nào không chỉ hắn con của hắn thủy thanh thụ trước kia ở trong vương đô chỉ cần gặp giang trần một lần liền khi dễ hắn một lần các ngươi chứng kiến đêm nay hắn có tỏ vẻ gì sao buổi nói chuyện này ngược lại là nhắc nhở tất cả mọi người ở đây đúng vậy a à, phụ tử thiên thủy hầu biểu hiện cũng quá khác thường đi muốn nói long đằng hầu chèn ép giang phong đó là hướng về thổ địa bán linh mạch bản thân long đằng hầu trước kia đối với giang phong là không có địch ý mà thiên thủy hầu lại là tử địch của giang hãn hầu giang phong lãnh địa hai người tiếp giáp bởi vì tranh đoạt lãnh thổ tài nguyên bài danh công huân mà tranh đấu gay gắt cơ hồ là không chết không ngớt thế nhưng mà đêm nay Thiên Thủy Hầu một điểm tỏ vẻ cũng không có, cũng không có mượn cơ hội này, đứng ra chèn ép Giang Phong, chuyện khác thường tất có yêu dị. Ta nhớ được, sau khi Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển bị trượng phạt, Thiên Thủy Hầu này cùng quốc quân đi Giang Hãn Hầu phủ Tế Điện. Giang Trần vì cái gì chết mà phục sinh, đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Việc này, một mực đều điều tra không ra. Ngày đó mấy lão gia hỏa đi tới, tất cả đều kín miệng như bưng. Các loại chi tiết khác thường, từng cái bị đào lên, long chiếu phong lâm vào trầm tư hắn cũng cảm thấy kỳ quái thủ hạ của quốc quân đông phương lộc năng nhân bối xuất trượng đánh một ăn chơi thiếu gia không có bất kỳ đạo lý nào đánh không chết thế nhưng mà giang trần này lại không chết hơn nữa nhìn đi lên quan hệ của giang gia cùng vương thất chẳng những không có bị sự kiện kia ảnh hưởng ngược lại đến gần nhau rồi chư vị tình báo rất là hữu dụng như thế nói đến ngược lại là bản hầu xem thường giang phong người này hẳn là đã ôm vào đùi quốc quân đông phương lộc trong miệng long đằng hầu kêu quốc quân, khẩu khí thực không có kính ý ở bên trong. Có rảnh giúp bản hầu hẹn thiên thủy hầu thoáng một phát, xem ra chuyện này, còn phải từ trên người người này mở ra lỗ hồng. Long chiếu phong hạ lệnh. Ngoài ra, nói cho đỗ như hải biết, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, nhất định phải ở trên tiềm long thì hội loại bỏ răng trần. Một khi răng ra mất đi chư hầu lệnh. Dù hắn có thiên đại chỗ dựa, cũng đều là phù vân. Rút củi dưới đáy nồi, mặc kệ ngươi chỗ dựa mạnh, quỷ kế đa đoan ra sao, không có chư hầu lệnh, ngươi chẳng khác nào đã mất đi quyền khống chế lãnh địa. Không có quyền khống chế, cái đó còn có quyền giang ra phụ tử hắn nói chuyện. Phương pháp này, đơn giản thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu nhất, xảo thủ hào đoạt, xảo thủ hào đoạt. Đã xảo thủ không thành, vậy thì đoạt. Long đằng hầu không phải thiện nam tín nữ, vì đạt được mục đích, thủ đoạn của hắn độc ác, chưa bao giờ sẽ nương tay. Chương 49, Thế cục vương đô gợn sóng 2. Ở hắn xem ra, tiên lễ hậu binh, không phải là vì kiêng kỵ giang ra mạnh bao nhiêu, mà là muốn thành lập thanh danh lấy đức phục người. Hôm nay loại phương thức giả nhân giả nghĩa này không dùng được, giang ra phụ tử không tán thưởng, vậy có thể vạch mặt, dùng thủ đoạn dã man. Ngay thời điểm Long Đằng Hầu suốt đêm hội nghị, tại Dược Sư Điện, tất cả cao tầng đồng dạng cũng triệu tập hội nghị. Bốn đại điện chủ, thập đại trưởng lão, Dược Sư Điện tất cả cao tầng, toàn bộ đều có mặt. Tam điện chủ Kiều Bạch Thạch đem sự tình phát sinh ở Long Đằng Hầu Phủ, một năm một người nói ra, tại dược sư điện đại điện chủ tống thiên tinh khống chế lấy quyền nói chuyện tuyệt đối nói là trụ cột của cả dược sư điện cũng không quá phận sau khi tam điện chủ giảng thuật hoàn tất tất cả ánh mắt đều ngay ngắn nhìn về phía tống thiên tinh đại điện chủ hiển nhiên trước khi không rõ cách nghĩ của đại điện chủ ai cũng không dám tùy tiện mở miệng tống thiên tinh cười ha ha nói ta trước không biểu lộ thái độ mọi người có ý kiến gì không trước nói một chút đi thần tú tạo hóa đan kia ngay cả thuấn lão cũng nói có chín thành chắc chắn tất nhiên là tin cậy Ta cảm thấy, tam điện chủ lựa chọn rất chính xác. Trong đó một gã trưởng lão trước tiên mở miệng. Ta cũng ủng hộ tam điện chủ. Dược sư điện ở vương đô rừng chân mấy trăm năm, không có khả năng chú đáo, ai cũng không đắc tội. Vì lợi ích của dược sư điện, đắc tội một ít người, đó cũng là sự tình không có biện pháp. Đúng vậy, thần tú tạo hóa đan kia tiền cảnh sáng sủi như thế, thị trường lợi nhuận lớn như vậy, đừng nói là đắc tội long đằng hầu. Dù đắc tội càng nhiều chứ hầu nữa, chúng ta cũng không có lựa chọn nhìn ra được, cao tầng ủng hộ Kiều Bạch Thạch vẫn tương đối nhiều. Mọi người đứng ở trên lợi ích của Dược Sư Điện cân nhắc vấn đề, đều cảm thấy Kiều Bạch Thạch lựa chọn không có bất cứ vấn đề gì. Lão nhị, ngươi cũng nói xem. Tống Thiên Tinh mang theo vài phần mỉm cười, nhìn qua nhị điện chủ nhà quần. Ta đồng ý ý kiến của mọi người, chỉ cần đối với Dược Sư Điện có lợi, ta cho rằng nên làm. Lời này, nói rất dối trá, chẳng khác gì là chưa nói. Ngược lại là Lam trưởng lão kia, bỗng nhiên mở miệng nói, đại điện chủ ta cũng nói hai câu tốt hoan nghênh mọi người nói thoải mái lam trưởng lão người nói xem tống thiên tinh cho cổ vũ ta cảm thấy giang gia phụ tử kia cũng không đáng tin cậy mọi người có nghĩ tới không nếu như vạn nhất thuấn lão nhìn lầm thì sao dược sư điện chúng ta không phải nháo ra đại ô long sao cái này nếu truyền đi uy tín của dược sư điện chúng ta ở đâu vạn nhất thần tú tạo hóa đan kia là khoác lác chẳng phải chúng ta không công đắc tội long đằng hầu phủ ta là nghe nói, Long Đằng Hầu Thiên Kim Long Cư Tuyết, chính là tiên thiên thanh loan thể bị ẩn thế tông môn nhìn chúng, tiền đồ võ đạo phi thường rộng mở. Bởi như vậy, Long Đằng Hầu Phủ có thể nước lên thì thuyền lên hay không? Tương lai thế cục của Vương quốc, sẽ xuất hiện cục diện Giang Sơn đổi chủ hay không? Dược sư điện không thuộc về tổ chức chính thức, cho nên nghị luận triều chính, cũng không có chỗ cố kỵ, khá lớn gan nói ra. Cho dù là nói đến Giang Sơn đổi chủ, vẻ mặt của mọi người cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Lam trưởng lão, ngươi quá lo lắng rồi. Đầu tiên, Thuấn lão tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mặt khác, một vương quốc đổi chủ là quy luật tự nhiên, cũng không bởi vì một hai người xuất hiện liền phá vỡ tính biến hóa. Long đằng hầu cánh chim dần cứng, nhưng vương thất Đông Phương nhất tộc tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kiều Bạch thạch đối với Lam trưởng lão thuyết pháp, tại chỗ bác bỏ, hơn nữa, mặc dù Long đằng hầu có bổn sự này, hắn cũng không có khả năng bởi vì một số sinh ý liền công nhiên đối phó dược sư điện ta dược sư điện ta có thể dừng chân mấy trăm năm không phải nói động có thể động bỏ qua lợi nhuận rõ ràng đi băn khoăn một ít chi tiết không có khả năng phát sinh cái này không phải nguyên tắc của dược sư điện chúng ta ai cũng không thể phủ nhận tiền cảnh của thần tú tạo hóa đan thật sự là quá mức mê người cái đan dược này nếu thật đầu nhập thị trường ở lĩnh vực chữa thương thân thể trước mắt những thuốc trị thương trên thị trường kia cùng nó so sánh có thể nói là không có bất kỳ sức cạnh tranh có câu nói hàng so với hàng ném, thần tú tạo hóa đan này là đủ để quét ngang hết thảy đan dược đồng cấp. Cái thị trường này, quả thực chính là một tụ bỏ bồn. Lợi dụng tốt, chỉ cần lợi nhuận của loại đan dược này, đều đủ khởi động toàn bộ dược sư điện vận hành. Rằng có một lúc, ánh mắt của mọi người cuối cùng vẫn quăng về phía đại điện chủ tống thiên tinh. Xem ra đại đa số mọi người, vẫn là nhận đồng lão tam lựa chọn. Thái độ của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, thời điểm ta ra ngoài, yên lòng đem hết thảy giao cho lão tam quản lý trên thực tế là tín nhiệm lực phán đoán cùng lực điều khiển của hắn lời nói nói đến nước này thái độ của tống thiên tinh đã rất rõ ràng ở chỗ này ta cũng nhắc nhở mọi người thoáng một phát dược sư điện chúng ta truy cầu là lợi ích lớn nhất hóa về phần tranh đấu chính trị chúng ta tận lực không lẫn vào nhưng lại không e ngại lẫn vào bất cứ chuyện gì đều không thể vĩnh viễn cũng không có thể một chân đứng hai thuyền cần phải có thời điểm lập trường lập trường của chúng ta chỉ có một cái kia chính là lợi ích Thần tú tạo hóa đan có thể cho chúng ta lợi ích, cho nên chúng ta lựa chọn nó. Về phần đấu tranh chính trị ai thắng ai thua, dược sư điện chúng ta sinh tồn lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy thích ứng cũng không có sao? Thái độ Tống Thiên Tình minh xác, làm cho Kiều Bạch Thạch thở dài một hơi. Nói thật, hắn gần đây làm vài sự tình kia, vẫn luôn mang áp lực rất lớn, là dựa vào phách lực của cá nhân hắn đến lựa chọn. Từ thái độ của đại điện chủ đến xem, lựa chọn của mình xem ra là đúng. Lão Tam, Giang Hãn Hầu phủ Giang Trần vẫn là ngươi cùng hắn kết giao a, à, cái quan hệ này phải dựa vào ngươi đi kinh doanh. Từ đủ loại chi tiết đến xem, toàn bộ vương đô gần đây phát sinh những đại sự kia, tựa hồ đều có bóng dáng của người trẻ tuổi kia ở bên trong. Kẻ này chỉ sợ thật không đơn giản. Tống Thiên Tinh chưa bao giờ thấy qua Giang Trần, nhưng từ các loại tình báo, vậy mà từ đó được ra kết luận kinh người như thế. Ngay cả nhị trưởng lão nhạc quần gần đây lão thành cũng nhịn không được nói, đại điện chủ đánh giá đối với Giang Trần này có phải có chút cao hay không? Tống Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, Giang Trần, ta chưa từng gặp mặt. Giang Hãn Hầu Giang Phong, ta đã bái kiến. Nếu như nói hết thảy chuyện xấu đều ở trên người Giang gia phụ tử, ta chọn Giang Trần, mà không phải Giang Phong. Chương 50, khắp nơi thái độ biến hóa một. Kiều Bạch Thạch động dung, hắn biết rõ, địa vị của đại điện chủ cao siêu, ánh mắt tinh tế, tầm mắt là phi thường cao. Hắn xem người xem sự tình, cơ bản đều không có sai. Một người trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có thể làm cho đại điện chủ đưa ra đánh giá cao như vậy, Kiều Bạch Thạch cũng có chút may mắn, mình làm ra lựa chọn chính xác. Ha ha, ánh mắt của đại điện chủ ngươi, lão nhạc ta luôn bội phục. Lần này, lão nhạc ta cũng tò mò, đại điện chủ ngươi có thể nhìn lầm hay không? Nhạc quần cười ha ha, dùng thân phận địa vị của hắn, cùng Tống Thiên Tinh nói vài câu vui đùa, cũng không tính thất lễ. Đã có đại điện chủ kết luận, cao tầng hội nghị cũng giải tán. Sau khi kết thúc, Tống Thiên Tinh một mình gọi Kiều Bạch Thạch vào mật thất, vỗ vỗ bả vai Kiều Bạch Thạch nói, Bạch Thạch, chuyện này, ngươi xử lý rất có phách lực, để ta rất vui mừng. Bọn hắn tầm đó, tuy là quan hệ đại điện chủ cùng tam điện chủ, nhưng Tống Thiên Tinh bất kể là tư lịch, hay là địa vị, đều viễn siêu Kiều Bạch Thạch. Thậm chí có thể nói, đối với Kiều Bạch Thạch, Tống Thiên Tinh ý định cho là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Kiều Bạch Thạch thụ sủng nhược kinh, vội vàng khiêm tốn vài câu. Bạch Thạch, giang trần này, ngươi nhất định không thể lãnh đạo, Ngươi có tổng kết qua, ở trên người Giang Trần này, đã xảy ra bao nhiêu sự tình không thể tưởng tượng nổi hay không? Thuộc hạ ngu rốt, xin đại điện chủ chỉ điểm. Kiều Bạch Thạch Kính cần hỏi. Thứ nhất, kẻ này ở tế thiên đại điển bị trượng trách, vì sao trượng trách mà không chết? Thứ hai, quốc quân trượng trách kẻ này, vì sao trên người kẻ này lại có kim bài do quốc quân khâm ban? Thứ ba, kẻ này chỉ là một chư hầu chi tử, từ chỗ nào được đến thượng cổ đan phương thần tú tạo hóa đan? Thứ tư, dùng thực lực võ đạo ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng thông qua không được vì sao có thể ở long đằng hầu phủ một chiêu đánh bại yến nhất minh nhẹ nhõm trêu đùa hí lộng bạch chiến vân thứ năm vì sao vương thất hai đời công chúa cùng kẻ này quan hệ mật thiết như thế thứ sáu ở trước mặt long đằng hầu kẻ này không chút sợ hãi lên án một đám quyền quý biểu hiện hoàn toàn không hợp khí độ của một thiếu niên nên có lực lượng của hắn từ đâu tống thiên tinh mỗi nói một việc biểu lộ của kiều bạch thạch càng ngưng trọng một phần những vấn đề này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng cân nhắc qua, chỉ là hắn cân nhắc, lại không có thấu triệt như đại điện chủ. Trong lúc đó, Kiều Bạch Thạch ẩn ẩn từ Tống Thiên tinh ám chỉ, lại liên tưởng đến cái gì? Thất Thanh nói, chẳng lẽ nói, chỗ dựa của Giang gia phụ tử này, là đương triều quốc quân, mà trước kia phụ tử bọn hắn chán nản điệu thấp, hoàn toàn là giả ra để mê hoặc đối thủ. Phụ tử bọn hắn, rất có thể là quân cờ mà quốc quân bệ hạ an bài tốt, là quân cờ quấy đại cục tống thiên tinh thản nhiên nói trừ cái này ngươi cảm thấy còn có khả năng gì có thể giải thích trước kia phát sinh hết thảy khỏi cần phải nói bị trượng trách mà không chết chỉ cần một điểm này nếu như không có quốc quân bệ hạ âm thầm thụ ý dùng thực lực đám thủ hạ của quốc quân ngay cả một thiếu niên cũng đánh không chết sao khó trách khó trách kiều bạch thạch chợt nhớ tới sự tình ngày đó mua sắm long cốt trí dương thảo giang trần kia không phải nói hắn là một lựa chọn chính xác sao lúc ấy giang trần không phải nói cho hắn biết, Long cốt trí dương thảo kia là mua sắm cho vương thất. Ngày nay trên yến tiệc của Long Đằng Hầu, Kiều Bạch Thạch rõ ràng từ trên người chỉ nhược công chúa, cảm nhận được linh khí quen thuộc của Long cốt trí dương thảo. Nói như vậy, Long cốt trí dương thảo kia, thật đúng là vương thất mua sắm. Giang Trần ở trên vấn đề này, cũng không có nói khoác. Nghĩ tới đây, Kiều Bạch Thạch lại càng đồng ý đại điện chủ phán đoán. Cũng khó trách Tống Thiên Tinh sẽ phán đoán như thế, kỳ thực theo từng góc độ đến xem, nếu như giang gia phụ tử không sớm cùng vương thất đạt thành ăn ý đây hết thảy căn bản không cách nào giải thích mà lấy thân phận của câu ngọc công chúa như thế nào lại vì một thiếu niên biểu hiện võ đạo vui lòng khen ngợi như vậy cái kia rõ ràng là mượn giang trần biểu hiện triệt tiêu long cư tuyết tiên thiên thanh loan thể mang đến trùng kích bạch thạch nếu như giang gia phụ tử là quân cờ do vương thất sớm bố trí xuống cái kia nói rõ cái gì nói rõ vương thất sớm đã bắt đầu bố cục long đằng hầu dã tâm bừng bừng nhưng quá rêu dao một cái từ lâu bố cục một cái dã tâm không che giấu hai cổ thế lực này nếu thật phát sinh va chạm nói thật ta đối với long đằng hầu là nhìn không tốt trừ khi tống thiên tinh nói đến chỗ này lại dừng lại hiển nhiên cái khả năng trừ khi này làm cho hắn cũng có một loại cảm giác kiên kỵ nếu loại khả năng kia phát sinh chỉ sợ ở dưới cục diện này tống thiên tinh hắn ứng đối cũng sẽ sứt đầu mẻ chán trừ khi cái gì kiều bạch thạch nhịn không được hỏi trừ khi ẩn thế tông môn kia tự mình ra mặt can thiệp tranh đoạt vương quyền một quốc gia. Bất quá dùng thân phận tông môn cự đầu, tham dự vương quốc thế tục tranh vương quyền, không khỏi quá mất giá trị con người. Hơn nữa, đông phương nhất tộc khống chế vương quốc mấy ngàn năm, cũng có rất nhiều át chủ bài, cùng với nội tình không muốn người biết. Chỉ là một chư hầu, ngoại trừ long cư tuyết có khả năng lật ra chút sóng gió, ta thật sự nghĩ không ra long đằng hầu còn có ưu thế gì. Cho nên, bất kể là từ góc độ lợi ích, hay là góc độ chính trị, người lựa chọn hôm nay, đều là vô cùng sáng suốt. Tống Thiên Tinh lần nữa tán dương Kiều Bạch Thạch, trong vương cung nội viện, đồng dạng là vượt qua một đêm không ngủ. Câu Ngọc công chúa mang về tin tức, đồng dạng để cho Đông Phương Lộc Lâm vào trầm tư. Vương huynh, Long Đằng Hầu Dã Tâm đã có chút không che giấu. Câu Ngọc công chúa là người duy nhất dám cùng Đông Phương Lộc đối thoại như vậy. Vị trí chư hầu đệ nhất thiên hạ ngồi lâu rồi, khó tránh khỏi có chút chán ghét. Muốn càng tiến một bước, đó cũng là nhân chi thường tình. Ngữ khí của Đông Phương Lộc nghe giống như bình thản, lại lộ ra một cỗ sát khí để cho người hô hấp tăng nhanh. Cũng may hôm nay hắn bức bách là Giang Phong, đổi thành chư hầu khác, chỉ sợ tại chỗ sẽ đi vào khuôn khổ. Câu Ngọc công chúa nhớ tới tình hình lúc đó, đối với Long Đằng hầu biểu hiện cũng cực kỳ bất mãn. Đang ở trước mặt đại biểu Vương Thất, công khai đoạt địa bàn của một chư hầu. Cái này thoạt nhìn là chư hầu ở giữa tranh đấu, kỳ thực còn không phải đánh mặt Vương Thất sao? Đông Phương Lộc khẽ thở dài, thế sự vô thường, đặt ở vài ngày trước ai từng nghĩ tới, giang gia phụ tử này, vậy mà sẽ là phúc tướng của trẫm. Nghĩ đến thế cục vương đô bây giờ, Đông Phương Lộc có chút giở khóc giở cười. Có lẽ, hiện tại rất nhiều thế lực đều sẽ cho rằng, giang gia phụ tử là người Đông Phương nhất tộc ta, là quân cờ mà trẫm sớm ăn bài A. Chương 51, khắp nơi thái độ biến hóa 2. Câu Ngọc cũng bật cười, nếu không phải Câu Ngọc biết được nội tình, chỉ sợ cũng cho rằng như vậy. Người có phát hiện hay không, thế cục vương đô biến hóa, từng khâu tựa hồ đều không có ly khai một thân ảnh giang trần đôi mắt sáng của câu ngọc công chúa khẽ nhúc nhích thốt ra vương mỗi người cũng phát hiện sao đông phương lộc nghiền ngẫm cười cười cẩn thận tưởng tượng thế cục vương đô thật đúng là từ giang trần ở tế thiên đại điển đánh rắm bắt đầu phát sinh biến hóa từ đó về sau vương đô phát sinh mỗi một sự kiện cơ hồ đều có bóng dáng người này chấm đối với hắn được thần linh báo mộng vốn là tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà sau đêm nay, Trẫm không khỏi hoài nghi, có lẽ ngay từ đầu là kẻ này mượn tay thần linh a. À. Nói thật, Đông Phương Lộc nhớ tới vấn đề này cũng cảm thấy có chút đau đầu. Theo lý thuyết, một chư hầu chi tử không có thể yêu nghiệt như vậy a. À. Trượng trách mà không chết, nói ra bệnh căn của chỉ nhược, khuất phục dược sư điện, dùng thực lực sơ giai chân khí cảnh, đả bại cao giai chân khí cảnh. Đủ loại biểu hiện khác thường phát sinh ở trên người một người, nếu như nói trên người kẻ này không có nửa điểm bí mật, Đông Phương Lộc tuyệt đối không tin đương nhiên thân là vua một nước ở thời điểm này hắn quả quyết sẽ không đi quá phận truy cứu những điều này dù sao nếu như giang gia phụ tử là giúp đỡ đắc lực trong lúc lơ đãng có thể đả kích uy tín của long đằng hầu đông phương lộc chẳng những không truy cứu còn phải khao thưởng câu ngọc ngày mai ngươi thay trẫm đi thăm giang hãn hầu phủ đi giang hãn hầu phủ tự nhiên là đi khao thưởng giang gia phụ tử đồng thời cũng là đi tỏ thái độ thuận theo tự nhiên đem giang gia phụ tử nhét vào trận doanh vương thất điểm ấy quyền mưu, đông phương lộc dùng, tuyệt đối là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ngoài ra, ở trên tiềm long thi hội, nhất định phải bảo đảm Giang Trần có thể vượt qua kiểm tra. Tâm tính của đông phương lộc, so với trước, đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Trước kia, cảm nhận của hắn đối với Giang Trần, chỉ dừng lại ở hắn có thể trị liệu bệnh của đông phương chỉ nhược. Cho nên, dù Giang ra mất đi trừ hầu lệnh, Đông Phương Lộc cũng không sao cả. Ngược lại ở lại Vương Đô, làm một quan chức phú quý rảnh rỗi, càng có lợi cho bệnh tình của chỉ nhược. Nhưng mà, đêm nay phát sinh những sự tình kia, giang gia phụ tử ở ý nghĩa chiến lược, rõ ràng thoáng cái tăng lên gấp trăm lần. Bởi như vậy, giang gia có thể tiếp tục nắm giữ chư hầu lệnh hay không, liền liên lụy rất nhiều. Những thứ khác không nói, nếu Giang Gia mất đi chư hầu lệnh, Long Đằng Hầu Phủ liền có khả năng nhúng chàm bán linh mạch của Giang Hãn Lĩnh. Đây là Đông Phương Lộc tuyệt đối không muốn chứng kiến. Một chư hầu có thể tùy ý cướp đoạt một trư hầu khác, cái kia liền chứng minh lực khống chế của vương thất hắn xảy ra vấn đề mà giang gia thề sống chết quần nhau không để cho long đằng hầu thực hiện trên thực tế là gián tiếp bảo vệ lực khống chế cho đông phương lộc hắn cho nên giang gia trừ hầu lệnh phải bảo vệ ngày hôm sau câu ngọc công chúa tự mình giá lâm giang hãn hầu phủ mang theo thánh chỉ cùng rất nhiều khao thưởng khen ngợi phụ tử giang hãn hầu lý do là giang gia phụ tử có công chữa bệnh cho chỉ nhược công chúa lý do này có chút không minh bạch ngoại trừ số ít mấy người biết rõ nội tình ra, đến cùng giang gia phụ tử chữa bệnh cho chỉ. Nhược công chúa như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng người tham gia yến hội long đằng hầu phủ đều phát hiện, chỉ nhược công chúa ở trên yến tiệc nói cười vui vẻ, khí sắc tốt, trạng thái cùng lúc trước xác thực là hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói, giang gia phụ tử này, vậy mà thật sự kiến công, chữa được bệnh cho chỉ nhược công chúa. Ngoại giới suy đoán, các loại đồn đãi bay đầy trời. Có một điểm khẳng định là, giang gia phụ tử này nhất định trở thành nhân vật tiêu điểm của vương đô mà giang trần nhân vật chính của sự kiện cho tới bây giờ lại không thèm để ý ngoại giới phản ứng hắn càng quan tâm là thực lực bản thân tăng lên theo thời gian trôi qua cuối tháng tiểu khảo thì cũng sắp đến rồi giang trần tự nhiên không có lý do gì bối rối nội dung ba hạng khảo hạch trụ cột kia đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng rất nhanh ba ngày thời gian lại đi qua trong ba ngày này Giang Trần đều tận sức đánh bóng đường kinh mạch thứ năm. Trải qua 3 ngày đánh bóng, kinh mạch thứ năm này mềm dẻo, trên cơ bản đã vượt qua 4 đạo kinh mạch trước. Kể từ đó, năm đường kinh mạch trung đồng tiến, ở vào trên một trục hoành. Ngày đó ở Long Đằng Hầu Phủ, Giang Trần chỉ vận dụng ba mạch chân khí, thậm chí không có đi vận dụng tu vi chân thật. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, mình có thể khắp nơi chế ước bạch chiến vân tám mạch chân khí, cũng là có rất nhiều nhân tố may mắn ở bên trong. Thứ nhất, trình độ nhận thức võ đạo của hắn so với Chân khí cảnh cường giả, thật sự không biết vượt qua bao nhiêu cấp bậc. Thứ hai, song phương luận bàn tầm đó, ước định chỉ tỷ thí Đông Vương Chỉ, mà ở trên loại vũ khí bình thường này, Giang Trần xác thực đạt tới cấp độ truyền thuyết, tự nhiên có thể áp chế Bạch Chiến Vân. Thứ ba, cũng là một điểm trọng yếu nhất, là Bạch Chiến Vân trước đó biểu thị Đông Vương Chỉ qua một lần, hắn nắm giữ Đông Vương Chỉ đã hoàn toàn bị Giang Trần khám phá. Kể từ đó, Bạch Chiến Vân chẳng khác gì là không có đấu võ đã mất đi quyền chủ động, khắp nơi bị quản chế cũng là bình thường. Đương nhiên, Bạch Chiến Vân cũng quá không may. Hắn nào biết đâu rằng, đối thủ mình gặp được, dĩ nhiên là một tồn tại biến thái, ở phương diện nhận thức võ đạo, đã viễn siêu thế giới này, nếu như song phương thật đọ sức, toàn lực ứng phó, đều dùng vũ khí cường đại nhất của mình, giang trần chống lại sức chiến đấu mạnh nhất của Bạch Chiến Vân, hưu chết về tay ai, thật đúng là khó nói. Dù sao, tu vi chân thật của Giang Trần là năm mạch chân khí, mà Bạch Chiến Vân là tám mạch chân khí. Ở trong đó chênh lệch ba mạch, trọn vẹn kém một đại cảnh giới. Bất quá, Giang Trần cũng tin tưởng, nếu như mình có thể khiêng qua Bạch Chiến Vân 30 chiêu, cuối cùng thắng được, nhất định sẽ là Giang Trần hắn. Suy diễn trận chiến ấy, Giang Trần đối với sức chiến đấu chân thật của võ giả chân khí cảnh, đã hiểu rõ thêm một bước. Nói một ngàn, nói một vạn, cái kia đều là giả võ đạo chiến đấu, thiên biến vạn hóa, ta ngồi ở chỗ này suy diễn, nhưng mà lúc chiến đấu rất nhiều tình huống đột phát, là không cách nào đoán trước. Cuối cùng, ta vẫn là phải không ngừng để thăng thực lực. May mắn chính là, đường kinh mạch thứ năm đã đánh bóng tốt, bước tiếp theo, có thể dùng chân huyệt cộng chấn, định vị đạo yếu huyệt thứ sáu rồi. Đi vào thế giới này, trong nửa tháng thời gian, từ ba mạch chân khí, tu luyện tới, năm mạch chân khí, cái tiến độ này. Mặc dù là đỉnh cấp thiên tài, cũng phải tầm 5-3 tháng thời gian chương 52, lại hành hạ Yến Nhất Minh. Mà Giang Trần, chỉ dùng nửa tháng thời gian. Thế nhưng mà, cái này lại xa xa không đủ. Năm mạch chân khí đến cùng vẫn là hơi yếu một chút, không nói cùng những đỉnh cấp cường giả của vương quốc đối kháng, coi như là ở trong chư hầu truyền nhân, sức chiến đấu của năm mạch chân khí, chỉ sợ sẽ để cho Giang Trần ở trong thực chiến ăn thiệt thòi không nhỏ. Trung cực khảo hạch của tiềm long hội thử sắp đến, xem không khí của vương đô, rất có xu thế gió nổi mây phun a. À. Xem ra, mặc dù là một vương quốc nhỏ nhỏ, một khi mây gió rung chuyển, chỉ sợ cũng sẽ hình thành một vòng xoáy. Dùng thực lực của ta bây giờ, muốn ở trong vòng xoáy này sống sót, là xa xa không đủ. Rất nhanh, cuối tháng đã đến. Ngày hôm nay, Giang Trần mang theo Giang Chính, thập phần nhàn nhã đi tới tiềm long hội trường. Nếu như người không biết rõ nội tình, chứng kiến Giang Trần nhàn nhã tự tại như vậy, ai nghĩ đến người kia ngay cả ba hạng khảo hạch trụ cột cũng không có qua. Bởi vì đêm đó tại Long Đằng Hầu Phủ biểu hiện, Giang Trần xuất hiện, ngược lại là hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. So với ngày xuất hiện ở rực Sư Điện bất đồng là, lúc trước những chỉ trò kia là không kiêng nể gì cả, hôm nay những người kia, rõ ràng ít đi vài phần tùy ý, nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Giang Trần tất nhiên là sẽ không để ý ngoại giới nhìn hắn ra sao, trực tiếp đi vào trong hội trường. Vừa đi vào, đã thấy bên trong vừa vặn có một người đi tới, là nhạn môn hầu truyền nhân Yến Nhất Minh. Giang Trần, Yến Nhất Minh nhìn thấy Giang Trần, trong mắt phóng hỏa, Lần trước ở Long Đằng Hầu Phủ bị Giang Trần Một chỉ đâm bại, đối với Yến Nhất Minh mà nói, có thể nói là sỉ nhục suốt đời. Chẳng những để cho hắn ở trước mặt đồng lứa mất hết mặt mũi, trọng yếu hơn là, hắn ở trước mặt Long Cư Tuyết xấu hổ như vậy, hiện tại Long Cư Tuyết đối với hắn cũng xa cách rồi. Yến Nhất Minh cảm thấy, đây hết thảy đều là Giang Trần sai. Nếu như không có tên hỗn đản Giang Trần này, Yến Nhất Minh hắn sao sẽ trở thành trò cười cho vương đô. Ngươi là Yến Hầu Tử chiếm vị trí kia, giang trần sững sờ lập tức nhớ ra người trước mắt kia là ai chỉ là thần thái giật mình của hắn rơi xuống trong mắt yến nhất minh lại biến thành vũ nhục giang trần ngươi không nên cuồng lần trước nếu như không phải ngươi ám toán ta ngươi cho rằng bằng tu vi ba mạch chân khí của ngươi thì có thể đánh bại ta yến nhất minh cũng không để ý đây là nơi nào quát ẩm lên nói như vậy ngươi rất không phục giang trần lạnh nhạt cười cười phục ngươi tính toán thơm bơ vậy sao muốn ta phục ngươi là giang hãn hầu ngươi bài danh cao hơn nhạn môn hầu ta sao hay là tu vi cảnh giới của giang trần ngươi so với yến nhất minh ta cao hơn vậy đến cùng ngươi muốn như thế nào giang trần mây trôi nước chảy như trước ta ta muốn quyết đấu với ngươi yến nhất minh giống to hắn không cam lòng không phục hắn muốn đem tôn nghiêm mất đi gấp bội lấy trở về mà phương pháp xử lý trực tiếp nhất không ai qua được là đả bại giang trần cũng hung hăng nhục nhã hắn trà đạp hắn hung hăng dẫm hắn dưới mặt đất quyết đấu không có thời gian, không có hứng thú. Giang Trần tùy ý cười cười, lắc đầu, phảng phất xuyên qua không khí đi qua bên người Yến Nhất Minh. Giang Trần, ngươi cái người nhu nhược này. May mắn ám toán ta một lần, liền không có gan cùng ta quyết đấu sao. Tốt. Sớm biết Giang ra phụ tử các ngươi nhát gan nhu nhược như vậy à, ngươi không quyết. Đấu. Có thể. Chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người, thừa nhận mình là người nhu nhược, ta liền bỏ qua cho ngươi. Giang Trần bỏ qua, ở Yến Nhất Minh xem ra, là biểu hiện chột dạ cái này để cho lực lượng của yến nhất minh càng đủ càng thêm tin tưởng lúc đó giang trần chỉ là may mắn thắng hắn trong lúc đó giang trần bước chân ngưng tụ bất kể là từ nhu nhược hay vẫn vũ nhục giang trần phụ tử hắn đều vượt qua điểm mấu chốt của giang trần người sờ điểm mấu chốt của ta không thể tha thứ ba chiêu ánh mắt giang trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào yến nhất minh cùng ta quyết đấu ngươi còn chưa có tư cách trong ba chiêu nếu như ngươi không nằm xuống Tính toán ta thua. Ha ha ha, quả nhiên cuồng vọng. Ta không muốn người ba chiêu. Ta đường đường nhạn môn hầu truyền nhân. Yến Nhất Minh đang muốn nói khoác tăng thêm lòng dũng cảm. Trong lúc đó tiếng nói dừng lại. Hắn không dám nói nữa, cũng không rảnh nói tiếp. Bởi vì Giang Trần đối diện, như một mũi tên vận sức chờ phát động, đột nhiên sinh ra một loại khí thế không hiểu, xa xa tập trung hắn. Chiêu thứ nhất, nhìn rõ ràng. Giang Trần không hề mánh khóe. Bước một bước về phía trước. Khi một bước này bước ra đồng thời cánh tay cũng nâng lên. Chỉ là cánh tay này vừa nhấc, lại có một cỗ khí thế làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kinh lôi, đầu ngón tay dâng lên, một đạo kiếm khí phá không, dùng quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, như sấm sét giữa trời quang, bắn về phía Yến Nhất Minh. Như kinh lôi chợt nổ, Yến Nhất Minh chỉ cảm thấy màng nhĩ run lên, đạo chỉ lực kinh người kia đã như mũi tên bắn về chỗ yếu hại của mình. Hừ, lập lại chiêu cũ, đông vương chỉ này, còn muốn thương tổn ta, tuy yến nhất minh kinh ngạc một chỉ kia đột nhiên nhưng vẫn có nắm chắc tránh đi thân hình chớp động như cành liễu đong đưa liễu như bộ không gió dậy sóng thân thể của yến nhất minh như cành liễu đong đưa luật động tiết tấu như gió thổi hơi lan tiêu sai nói không nên lời đây là gia truyền tuyệt học của nhạn môn hầu liễu như bộ yến nhất minh rất tự tin hắn tin tưởng vững chắc ngày đó bị thua chỉ là bị quản chế ở công pháp hôm nay hắn thi triển ra truyền tuyệt học nhất định có thể đánh giang trần quỳ xuống đất bất quá hắn đắc ý còn không tiếp tục bao lâu giang trần lại tiến tới một bước biên độ cánh tay đong đưa lại hơi gia tốc một tí chỉ thứ hai tinh bạo chiêu số của giang trần đơn giản thanh thoát không có bất kỳ sức tưởng tượng người ở bên ngoài xem ra có thể nói là vô cùng đơn giản thế nhưng mà võ đạo chân ý đại xảo nhược truyết kia chỉ có giang trần mới hiểu thiên hạ vũ kỹ hóa giản nhập phồn dễ dàng hóa phồn nhập giản lại khó. Mà hai chỉ kia của Giang Trần, trên thực tế đã đến cấp bậc hóa phồn nhập giản. Đem tất cả biến hóa, ngưng ở trong chiêu số, ở trong bất biến cầu biến. Quả nhiên, khóe miệng của Yến Nhất Minh tràn ra vẻ mỉm cười đắc ý. Giang Trần, đông vương chỉ này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà quá đơn giản a à. Muốn thương tổn ta, đó là nằm mơ. Thế nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói hết. Đột nhiên, khí thế cả người Giang Trần đột nhiên biến đổi đầu ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiết tấu đột nhiên lại à biến đổi. Chỉ thứ ba, vô danh, suy, một chỉ này, như hoa không hoa, như xương lại không phải xương, để cho người nói không rõ, nhìn không rõ. Rõ ràng là ý cảnh xuất từ Đông Vương chỉ, rồi lại hơn xa Đông Vương chỉ. Chương 53, trụ cột khảo hạch bắt đầu một. Lưu Tuyến không thể tưởng tượng nổi, độ cong không thể tưởng tượng nổi, một chỉ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Yến Nhất Minh chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau đớn, vị trí cùng ngày đó đồng dạng, nhưng độ mạnh yếu lại hơn gấp 10 lần, đem tất cả bộ pháp, phòng tuyến của hắn, như là một tờ giấy trắng, không lưu tình chút nào xé rách, lại một lần nữa trúng mục tiêu. Oanh, thân thể của Yến Nhất Minh, lại một lần nữa chật vật ngã trên mặt đất, không biết sống chết, đồng dạng là hai người kia, đồng dạng là Yến Nhất Minh bị thua, đồng dạng là thảm bại. Mà Giang Trần, đồng dạng là người thắng, đồng dạng sử dụng đông vương chỉ. Chỗ bất đồng chính là, lần này Yến Nhất Minh dùng ra truyền tuyệt học, tâm tính chiến đấu cũng từ lần trước khinh địch đến lần này toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà, ngã xuống vẫn là Yến Nhất Minh. Hơn nữa, là ước định trước ba chiêu. Nói cách khác, dưới tình huống Yến Nhất Minh toàn lực ứng phó, như trước không thể ngăn trở ba chiêu của Giang Trần. Đương nhiên, lần này Yến Nhất Minh sẽ không có may mắn như thế. Lần trước luận bản, Giang Trần vẫn lưu lại cho hắn chút mặt mũi, không có chính thức vận dụng chân khí. Lần này, Yến Nhất Minh nhiều lần khiêu khích đã vượt qua điểm máu chốt của Giang Trần cho nên lần này hắn thụ ngược là ít nhất 7 thành công lực của giang trần cái chỉ này yến nhất minh không nằm trên giường năm 3 tháng chỉ sợ khó có thể khỏe lại có câu nói gì ấy nhỉ bình đầy không lắc nửa thùng nước lại hết lần này tới lần khác thích kêu to đại khái nói là loại người như ngươi a giang trần cũng không quản yến nhất minh chết sống ở vương đô sự tình chư hầu truyền nhân ẩu đà quả thực là quá nhiều huống chi tiềm long thi hội này vốn là đề xướng chư hầu truyền nhân cạnh tranh nhìn yến nhất minh nằm trên đất dậy không nổi một ít chư hầu truyền nhân vốn cùng giang trần quan hệ không tốt đều vô ý thức lui lại mấy bước sợ lúc này bị giang trần chứng kiến đưa ra khiêu chiến bọn hắn ngay cả yến nhất minh cũng đánh không lại a à, chuyện cho tới bây giờ ai cũng không có khả năng coi giang trần là ba mạch chân khí vừa rồi một chỉ kia chỉ có kẻ đần mới sẽ cho rằng giang trần là ba mạch chân khí sơ giai chân khí thương thế kia của yến nhất minh như là sơ giai chân khí cảnh có thể tạo thành sao đả bại Yến Nhất Minh, Giang Trần cũng không cảm thấy là thành tựu gì không dậy nổi. Dù sao, tu vi hôm nay của hắn, đã là năm mạch chân khí đỉnh phong. Dùng ưu thế trên người hắn, đả bại một sáu mạch chân khí Yến Nhất Minh, đó là sự tình quá bình thường. Nếu ngay cả một sáu mạch chân khí cũng phải đánh cố hết sức, vậy cái gọi là ưu thế kiếp trước của Giang Trần hắn, liền giống như trò cười. Ngược lại là Giang Chính, rất có cảm giác hãnh diện A. À. Trước đó lần thứ nhất ở Dược Sư Điện, hắn hưởng lấy đãi ngộ được người truy phủng hôm nay hắn lại nhận lấy ánh mắt kính sợ của người bên ngoài làm tôi tớ mấu chốt nhất là cái gì là lòng dạ thuận đi đến chỗ nào đều có thể thẳng eo hôm nay eo của giang chính rất thẳng quản sự thiếu gia nhà chúng ta muốn ghi danh tham gia ba hạng khảo hạch trụ cột giọng của giang chính cũng so với bình thường lớn thêm không ít nếu đặt ở dĩ vãng lúc này tới tham gia ba hạng khảo hạch trụ cột quả thực là sự tình mắc cỡ chết người giang chính cũng không có ý tứ nói ra thế nhưng mà sau khi giang trần nghiền áp yến nhất minh tình hình hiển nhiên là khác nhau rất lớn cường giả có thể nghiền áp yến nhất minh sẽ là người ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng qua không được sao trước kia vì cái gì không có qua đó là thiếu gia của chúng ta quá bận không có thời gian đến thông qua mà thôi thẳng đến gần hết hạn còn không có thông qua ba hạng trụ cột khảo hạch ngoại trừ giang trần gia không có người nào khác ở cửa ải này ngược lại là không người nào dám khó xử giang trần rất nhanh giang trần liền tới trường thi hạng khảo hạch thứ nhất Trung tâm có một viên bản, trong mâm tròn có 12 lỗ. 12 lỗ này, riêng phần mình dựng một cây cột bạch ngọc. Đây là chân khí trụ khảo thí chân khí. Khâu khảo hạch này, ai cũng không làm giả được. Người khảo hạch có bao nhiêu đạo chân khí thì có thể thắp sáng mấy cây bạch ngọc trụ. Người có thể giữ lại thực lực, nhưng không thể nâng cao thực lực. Nói cách khác, ngươi có 10 mạch chân khí, có thể thi triển 8 mạch chân khí, thậm chí chỉ thi triển 4 mạch chân khí. Nhưng mà nếu ngươi chỉ có 4 mạch chân khí, là không thể thêm ra một đạo chân khí cho nên nói môn khảo hạch này căn bản không có khả năng ăn gian khó trách tiền nhiệm giang trần kia qua không được cửa khảo thế này trước kia chỉ có ba mạch chân khí thì sao qua cửa chứ giang trần nhẹ nhàng lắc đầu đi về phía trước lòng bàn tay ấn ở trong khe thúc giục năm mạch chân khí trong cơ thể chỉ nghe mâm tròn phát ra âm thanh chuyển động tạch 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 ngay sau đó cây cột bạch ngọc từng cây phát sáng lên một cây hai cây ba cây bốn cây năm cây nhìn thấy cây cột bạch ngọc kia cuối cùng dừng ở năm người vây xem có chút thở dài một hơi có ít người thì hơi có chút thất lạc các loại phản ứng đều có bất quá giang trần không để ý ở khâu này hắn không có giữ lại ồ các ngươi xem cột sáng này tuy chỉ có năm cây lóe lên thế nhưng mà độ sáng nghe nhắc nhở như vậy lúc này đã có người lưu ý đến đúng vậy bình thường chúng ta chỉ là lam quang nhàn nhạt, nhạt mà thôi hào quang chân khí của giang trần này dĩ nhiên là thanh sắc hơn nữa các ngươi xem, cột sáng kia không có một chút tạp chất, mỗi một cây đều rất cân đối, thuần khiết vô bỉ. Chân khí hoàn mỹ như thế, khó trách dùng năm mạch chân khí, có thể nhẹ nhõm đả bại Yến Nhất Minh. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp giang trần này. Có đạo lý, dùng độ tinh khiết của chân khí này, dùng ta xem, dù hắn khiêu chiến cao dai chân khí cảnh, sợ cũng có sức đánh một trận. Cao dai chân khí cảnh, thấp nhất là bảy mạch chân khí, đánh giá như thế, là phi thường cao rồi ngay cả chấp sự phụ trách khảo thí chứng kiến chân khí của giang trần khuôn mặt cũng có chút rung động ánh mắt hơi có chút phức tạp liếc nhìn giang trần từ trong ánh mắt của hắn giang trần thấy được tôn sùng ca ngợi đồng thời cũng nhìn thấy nghi vấn có lẽ ở trong mắt chấp sự này giang trần còn ẩn tàng chân khí tốt rồi giang trần năm mạch chân khí hạn trụ cột khảo hạch thứ nhất thông qua chấp sự kia sáng sủa mở miệng giang trần chúc mừng ngươi thông qua hạng khảo hạch thứ nhất thành tích cùng biểu hiện của ngươi chúng ta đều có hồ sơ ghi chép, với tư cách tham khảo. Làm phiền rồi. Giang Trần mỉm cười. Người khác khách khí với hắn, Giang Trần tự nhiên cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hạng khảo hạch thứ nhất, qua phi thường nhẹ nhõm, cái này đã ở trong dữ liệu của Giang Trần. Xuyên qua vài đạo hành lang, Giang Trần đi tới chỗ khảo hạch thứ hai. Chương 54, trụ cột khảo hạch bắt đầu hai. Hạng khảo hạch thứ hai này là trong một gian phòng bế kín. Giang Trần, hạng khảo hạch thứ hai này cùng hạng thứ nhất bất đồng có tính nguy hiểm nhất định nếu như ngươi không có tu vi bốn mạch chân khí tử khí đông lai quyết không có tu luyện tới cảnh giới đại thành tiến vào kiếm khí thất này rất có thể sẽ gặp bất chấp chấp sự phụ trách hạng khảo hạch thứ hai theo như quy củ nhắc nhở giang trần một câu giang trần gật gật đầu đa tại nhắc nhở ta chuẩn bị xong đã như vậy ngươi vào đi thôi người phụ trách gật gật đầu không nói gì thêm thí sinh đã đến rồi tự nhiên không có đạo lý bởi vì nhắc nhở của hắn mà nửa đường bỏ cuộc kiếm khí thất là một không gian dài rộng ước chừng 10 mét. Ở trong không gian này, cài đặt vô số cơ quan, sẽ dùng trạng thái không có bất kỳ quy tắc nào phủ xuống, bắn ra các loại kiếm khí. Mà người bị khảo hạch, phải ở chỗ này kiên trì nửa canh giờ. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, trong kiếm khí thất này, sẽ thả vào một hai con thiết giáp phi trùng. Người bị khảo hạch phải ở trong vòng nửa canh giờ, bắn xuống ít nhất 10 con thiết giáp phi trùng. Đã muốn ở trong kiếm khí thất lông tóc không tổn thương, còn phải ở trong thời gian quy định bắn xuống ít nhất 10 con thiết giáp phi trùng. Kiểm tra này, tương đối mà nói, so với hạng thứ nhất khó hơn một chút. Hơn nữa, nếu như tu vi không đến 4 mạch chân khí, căn bản là bắn không chết thiết giáp phi trùng. Bởi vì tần suất và tốc độ phi động của thiết giáp phi trùng, cộng với độ cứng của giáp xác, không phải sơ dai chân khí cảnh có thể dễ dàng bắn xuống. Cửa ải này, ngược lại là hơi có chút ý tứ. Thời điểm ý niệm trong đầu Giang Trần vừa động, trước mặt liền có một đạo kiếm khí phóng tới bất quá loại kiếm khí đơn giản này đối với giang trần cơ hồ là không có uy hiếp khu vực cao tầng của tiềm long hội trường trong mật thất nào đó sắc mặt đỗ như hải tái nhợt nghe tâm phúc mang về báo cáo tiểu tử này quả nhiên là che giấu thực lực thậm chí có năm mạch chân khí hơn nữa độ tinh khiết chân khí cẩu hắn vậy mà không kém chư hầu truyền nhân đỉnh cấp chứng kiến báo cáo thành tích hạng thứ nhất của giang trần sắc mặt của đỗ như hải vô cùng âm trầm ngày đó ở long đằng hầu phủ hắn bị câu ngọc công chúa dân dạy một phen, tuy sau đó không có thật sự bị cách chức, nhưng hiện tại bên ngoài có tin đồn, để cho hắn áp lực rất lớn. Ở trong đoàn đội phụ trách tiềm long hội thử, tựa hồ uy tín cũng nhận lấy ảnh hưởng. Đây là Đỗ Như Hải không nguyện ý chứng kiến nhất. Đỗ Như Hải hắn từ tầng dưới chót từng bước bò lên, dục vọng đối với quyền lực có thể nói là nặng hơn hết thảy. Hiện tại, bên long đằng hầu kia đã hạ thông điệp cho hắn. Nếu như không thể ngăn cản Giang Trần, hắn sẽ mất đi long đằng hầu tín nhiệm đã mất đi long đằng hầu tín nhiệm, đỗ như hải hắn chẳng khác gì là không có chỗ dựa lớn nhất. Thậm chí có thể nói, không có long đằng hầu ủng hộ, hắn cái gọi là phú quý, cái gọi là quyền thế, rất nhanh sẽ thành trò cười. Cho nên, hắn nhất định phải chèn ép giang trần, nghĩ tất cả biện pháp chèn ép giang trần. Cái phong hiểm này, hắn nhất định phải làm. Tối hậu thư của long đằng hầu, không phải cùng hắn nói giỡn. Một khi để cho long đằng hầu mất hứng, có lẽ buổi tối hôm nay đỗ như hải hắn sẽ phơi thay đầu đường. Tiểu Mã, ngươi tới, ta muốn ngươi như thế này." Đỗ Như Hải đối với Tâm Phúc bàn giao một trận. Tiểu Mã kia là tử trung của Đỗ Như Hải, sau khi nghe xong, vỗ ngực nói, "Đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định xử lý thỏa đáng, tuyệt không sơ hở." "Ân, nếu việc này làm thỏa đáng, bổn tọa bảo vệ ngươi kiếp này phú quý." Trong kiếm khí thất, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, đã nằm không dưới 50 con thiết giáp phi trùng, mà thời gian cũng đã qua suốt một canh giờ giang trần chẳng những không có ly khai kiếm khí thất ngược lại càng ngày càng hưng phấn cái kiếm khí thất này bất kỳ đối thủ nào đều kém xa a à, ở trong tay cùng cấp bậc có ai có thể giống như kiếm khí thất này ra chiêu thiên mã hành không không chương mà theo đối thủ miễn phí như vậy đi nơi nào tìm a à? giang trần ở trong kiếm khí thất là đánh nghiện rồi tuy mỗi cách nửa canh giờ cường độ công kích của kiếm khí thất sẽ tăng lên gấp đôi nhưng mà giang trần lại càng đánh càng hăng hứng thú giạt rào mà năm mạch chân khí của hắn, theo chiến đấu xâm nhập, vận dụng càng thuần thục. Chân khí cùng kiếm khí va chạm tầm đó, càng kích phát ý chí chiến đấu cùng tiềm lực trong cơ thể Giang Trần. Hạng khảo hạch thứ hai này, vẫn luôn là địa phương thiên tài nguyện ý đến nhất. Mỗi một thiên tài, tự hồ đều ưa thích dùng loại phương thức tự làm khổ mình này, kích thích tiềm lực của mình. Giang Trần cũng không ngoại lệ. Trước kia, rất nhiều thiên tài của Đông Phương Vương Quốc tới chỗ này, cơ hồ không có một cái nào là đợi đầy nửa canh giờ liền ngoan ngoãn đi ra mỗi người đều sẽ ở bên trong hao tổn chết, không đến cực hạn, tuyệt không đi ra. Hạng khảo hạch này, cơ hồ thành sân khấu cho những đỉnh cấp thiên tài kia âm thầm đạo sức. Xem ai kiên trì thời gian dài nhất. Xem ai diệt sát thiết giáp phi trùng tối đa. Trên thực tế, khâu này đã đến phía sau, cơ hồ là không rảnh đi bắn chết thiết giáp phi trùng. Bởi vì kiếm khí bay múa đầy trời, không hề có quy tắc, tùy thời có thể lấy tánh mạng người khảo hạch. Bên ngoài kiếm khí thất, người vây xem dần dần nhiều hơn, bởi vì Giang Trần ở trong kiếm khí thất đã dừng lại hai canh giờ, tin tức này truyền đi, tự nhiên khiến rất nhiều người nhao nhao đuổi tới. Hai canh giờ, đây là khái niệm gì? Trong kiếm khí thất, mỗi qua nửa canh giờ, cường độ kiếm khí công kích sẽ tăng lên gấp đôi. Mà hai canh giờ đi qua, giờ phút này trong kiếm khí thất, có lẽ cường độ đã tăng lên 16 lần. Nếu như tiếp qua nửa canh giờ còn không ra, cường độ kiếm khí sẽ tăng lên tới 32 lần. Giang Trần này, sẽ không treo ở bên trong rồi chứ? vô nghĩa, nếu như người khảo hạch bị kiếm khí giết chết, cơ quan cảm ứng không đến tánh mạng cơ năng, sẽ đình chỉ công kích, phát ra nhắc nhở. Hắc hắc, ta chỉ là hiếu kỳ, Giang Trần này, các ngươi nói, hắn có lợi hại như vậy sao? Giả heo ăn thịt hổ, Giang Trần này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Ai, người so với người tức chết người. Nhớ ngày đó hạng khảo hạch thứ hai của ta, muốn giả bộ ngư bức một chút, dừng lại nhiều nửa canh giờ, kiếm khí gấp bội kia thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của ta a. À? Các ngươi biết rõ, ở trong kiếm khí thất, thời gian dừng lại dài nhất là bao lâu không? Nghe nói không có vượt qua 3 canh giờ. Nghe nói Long Cư Tuyết tiểu thư ở trong kiếm khí thất cũng đợi gần 3 canh giờ. Thiếu chút nữa khiêng qua 32 lần kiếm khí công kích. Chương 55, biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục. Hừ, đừng cầm Giang Trần so sánh với Long Cư Tuyết tiểu thư. Hắn không xứng. Đúng, tuy Giang Trần giả heo ăn thịt hổ, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thiên tài bình thường. Long cư tuyết tiểu thư, đây chính là kỳ tài ngút trời. Tiên thiên thanh loan thể, bị ẩn thế tông môn nhìn chúng. Bọn hắn căn bản không ở một cấp bậc. Cầm giang trần so sánh với long cư tuyết tiểu thư, cái kia chính là khinh nhờn long cư tuyết tiểu thư. Nói đến long cư tuyết, rất nhiều phần tử cuồng nhiệt nhao nhao mở miệng, đem giang trần bỡn cợt. Bởi vậy có thể thấy được, long cư tuyết ở trong những chư hầu truyền nhân này là rất có uy vọng. Không thể không nói, mị lực của nàng này không phải chuyện đùa mấy người các ngươi phóng cái chó má gì trần ca là trần ca cần lấy cùng ai so sao một tiếng quát giống như địa chấn đúng là tuyên bàn tử chạy tới hắn là tử trung của giang trần nghe được có người khinh thị giang trần để tuyên bàn tử hắn không thể nhẫn bên cạnh tuyên bàn tử là hồ khâu nhạc hai người này một cái mập mạp một cái hùng tráng như hai ngọn núi cho người một loại cảm giác áp bách nói châm chọc dễ dàng nhưng thật muốn bọn hắn đi đắc tội giang trần hiện tại bọn hắn còn không có đảm lượng gì. Hai người này là bằng hữu của Giang Trần, đắc tội bọn hắn, chẳng khác nào đắc tội Giang Trần. Lại là nửa canh giờ đi qua, tuyên bàn tử nhìn đồng hồ cát tính toán thời gian, đã là đồng hồ cát thứ sáu rồi. Mỗi đồng hồ cát đều đại biểu nửa canh giờ. Nói cách khác, Giang Trần đã dừng lại ba canh giờ. Mà giờ khác này trong kiếm khí thất đã là 32 lần kiếm khí công kích. Trên miệng tuyên bàn tử như trước hào khí vượt mây, nhưng trong tay áo lại âm thầm niết đốt ngón tay, bán rẻ nội tâm khẩn trương của hắn. Tuyên bàn tử, người nói Trần Ca có thể nguy hiểm hay không? Hồ Khâu Nhạc cũng có chút lo lắng. Trần Ca là loại người không có tự mình hiểu lấy sao? Tuyên bàn tử hỏi lại. Lời nói tuy nói như thế, kỳ thật trong nội tâm Tuyên bàn tử lại không có nắm chắc. Trước kia Giang Trần cũng không có ngưu bức qua như vậy a. À. Thoáng cái khiêu chiến ba canh giờ, ở trong giới trừ hầu truyền nhân này, bề ngoài giống như chỉ có Long Cư Tuyết khiêu chiến qua. Hơn nữa cũng không có kiên trì đến toàn bộ hành trình chấm dứt. Nếu như cái đồng hồ cắt này chảy hết, Giang Trần trở ra, hắn chẳng khác nào là phá ghi chép cũ. Thế nhưng mà, thời điểm Long Cư Tuyết khiêu chiến hạng khảo hạch thứ hai, đã là tám mạch chân khí, sắp đi vào chín mạch chân khí. Nàng khiêu chiến kiếm khí thất, cũng là vì kích thích tiềm lực, một lần hành động đột phá gông cùng xỉng xích, thành công tấn thăng đến chín mạch chân khí. Kết quả, nàng thành công. Tuy cuối cùng không có hoàn toàn vượt qua 32 lần kiếm khí công kích, nhưng mà, nàng lại một lần hành động đột phá chín mạch chân khí oanh động toàn bộ vương quốc. Ngay lúc đó, Long Cư Tuyết dùng không đến 15 tuổi, một lần hành động đột phá chín mạch chân khí, trở thành cường giả có đếm được trong toàn bộ vương quốc. Phải biết rằng, cấp bậc chín mạch chân khí này, ngoại trừ số ít chân khí đại sư ra, chẳng khác gì là không người có thể địch. Mà chân khí đại sư của vương quốc, không người nào không phải lão gia hỏa tu luyện vài thập niên. Dùng không đến 15 tuổi, có thể sánh vai lão tư cách chân khí đại sư. Thiên phú như thế, không hổ là tiên thiên thanh loan thể, mà Long Cư Tuyết hôm nay, tuổi tròn 16. Ẩn ẩn có nghe đồn, nàng cách chân khí đại. Sư mười mạch chân khí, cũng chỉ là một tầng hơi mỏng, vừa đâm tức phá. Mọi ánh mắt, đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát kia. Giờ phút này, tâm tình rất nhiều người đều cực kỳ phức tạp. Đã chờ đợi một kỳ tích sinh ra, để cho vương quốc xuất hiện một ít để tài nói chuyện mới lạ. Đồng thời lại ẩn ẩn có chút ghen ghét, giang trần này dựa vào cái gì, đột nhiên nổi tiếng như vậy, mà đám người hâm mộ của Long Cư Tuyết, thì càng âm thầm nguyền rủa hy vọng giang trần bị một đạo kiếm khí đánh trúng như vậy xong đời a à, bởi vì long cư tuyết là nữ thần trong lòng bọn hắn ghi chép mà nữ thần bảo trì bọn hắn tuyệt đối không muốn bị một ăn chơi thiếu ra trước kia có tiếng xấu phá vỡ để cho giang trần đánh vỡ ghi chép của long cư tuyết cái kia chính là vũ nhục đối với nữ thần nhưng mà tình thế tuyệt sẽ không bởi vì người nào đó suy nghĩ mà xuất hiện cải biến hạt cát trong đồng hồ cát chậm rãi sói mòn thời gian chậm rãi trôi qua Rốt cục, cái đồng hồ cát kia thấy đáy rồi. Theo một đám cát cuối cùng chảy xuống, toàn bộ đồng hồ cát rốt cục chảy hết. Nói cách khác, ba canh giờ đã đến, cửa đá kiếm khí thất từ từ mở ra, trên chắn giang trần hơi có chút mồ hôi. Năm đoạn thời gian trước, cũng không có để cho hắn cố hết sức như thế. Đến đoạn thời gian thứ sáu, 32 lần kiếm khí công kích, thật là quá kinh người. Nếu không phải Giang Trần đối với quy luật kiếm khí có chút nắm chắc, dùng tu vi thực tế của hắn, chỉ sợ khiêng không nổi. Nhìn Giang Trần từ trong kiếm khí thất chậm rãi đi ra, những người vốn dùng ngôn ngữ công kích Giang Trần kia, giờ phút này đều chột dạ né tránh. Dưới con mắt sáng ngời thấu triệt của Giang Trần, phảng phất nội tâm âm u của những người này đều triệt để lộ ra. Bọn hắn giờ phút này, vậy mà dũng khí cùng ánh mắt của Giang Trần tiếp xúc cũng không có. Mà Giang Trần, cả người như một thanh đao sắc bén, mỗi đi một bước, mũi nhọn kia liền nặng một phần. Làm cho tất cả mọi người ẩn ẩn có một loại ảo giác, cái này không phải Giang Trần đi tới. Rõ ràng là một thanh thần binh lợi khí, từng bước đi ra. Trải qua 32 lần kiếm khí tẩy lễ, trên người Giang Trần, giờ phút này sắc thực tràn đầy mũi nhọn. Nói hắn bị kiếm khí tẩy lễ, còn không bằng nói là kiếm khí tạo hình. Nói ngắn lại, cả người Giang Trần, như là cùng kiếm khí dung hợp, bộc lộ tài năng. Trần Ca, Trần Ca, đệ nhất thiên tài, tuyên bản tử kích động hô to. Giang Trần, chúc mừng ngươi, hạng khảo hạch thứ hai, hoàn mỹ thông qua, quan chấp sự phụ trách khảo hạch này cũng vô cùng kinh ngạc đối với giang trần biểu hiện tự đáy lòng bội phục loại biểu hiện đặc sắc này cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chứng kiến chấp sự này tận mắt chứng nhận tự nhiên cũng cảm thấy thập phần tự hào cái gì ba canh giờ người xác định kiếm khí thất không có vấn đề đỗ như hải nhận được báo cáo thành tích của giang trần ở hạng khảo hạch thứ hai quả thực khó mà tin được cái kỷ lục này là ngay cả long cư tuyết trước kia biểu hiện cũng phải cam bái hạ phong kiếm khí thất không sai tiểu tử kia Sắc thực dừng lại trọn vẹn ba canh giờ. Thiết giáp phi trùng càng là bắn chết 200 con. Giang Trần, trong đôi mắt âm trầm của Đỗ Như Hải, càng bắn ra âm trầm chi sắc. Chương 56, khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm một. Xem ra, không có Long Đằng Hầu dặn dò, cũng phải chèn ép ngươi. Bằng không thì, dùng bổn tọa cùng Giang gia ngươi kết xuống ân oán, cho Giang gia ngươi đắc thế, há có nơi đỗ mỗ ta sống yên ổn. Đỗ Như Hải giờ phút này, càng thêm kiên định quyết tâm đè Giang Trần xuống không để Giang Trần xuống, đỗ như hải hắn sẽ không có tiền đồ đáng nói. giờ phút này, Giang Trần ở hai hạng khảo hạch trước có thể nói là đại thắng. cái này để cho hắn được rất nhiều nhân sĩ trung lập ủng hộ. từ trên người Giang Trần, mọi người phảng phất thấy được bóng dáng của mình. tư chất không xuất chúng, bài danh chư hầu cũng không phải đỉnh tiêm. nhưng xuất thân như thế, Giang Trần biểu hiện lại không thua những đỉnh cấp chư hầu kia. ở trên người Giang Trần, bọn hắn đã tìm được chỗ khí thác tình cảm, đã tìm được cộng minh. Cho nên, thời điểm Giang Trần xuất hiện ở cửa ra vào hạng khảo hạch thứ ba, quanh người hắn vậy mà theo một nhóm lớn người, vì hắn cổ vũ, vì hắn ủng hộ. Đãi ngộ bực này, ngoại trừ số ít mấy chư hầu đỉnh cấp ra, cũng chỉ có Giang Trần mới có thể hưởng thụ. Hạng khảo hạch thứ ba, là hạng đơn giản nhất trong tất cả khảo hạch trụ cột. Đều là một ít đồ vật trụ cột, học bằng cách nhớ. Đương nhiên, trong đó có một ít để tự do phát huy trình bày và phân tích, khảo thi chính là kiến thức của chư hầu truyền nhân, những đề tự do phát huy này dù không trả lời cũng không ảnh hưởng đại cục chỉ cần đáp đúng những đề mục học bằng cách nhớ kia có thể lấy được đủ điểm thông qua khảo hạch lý luận cho nên ba hạng khảo hạch trụ cột có một loại thuyết pháp chỉ cần thông qua hai hạng khảo hạch trước hạng thứ ba tự nhiên có thể đi qua trừ khi là kẻ đần hoặc là người hoàn toàn không dụng công mới có thể không qua được cửa thứ ba giang trần ở trong tiếng vỗ tay tiến nhập trường thi hạng khảo hạch thứ ba bốn quyển trục bốn phần bài thi, đại biểu cho võ học thư, linh dược thư, quyền mưu thư, binh đạo thư. Thời gian thi rất đầy đủ, Giang Trần cũng không có gấp gáp. Hạng khảo hạch thứ ba này, với hắn mà nói càng không có độ khó. Đồ vật học bằng cách nhớ, kiếp trước hắn bồi dưỡng năng lực đọc, trăm vạn năm bồi dưỡng, cơ hồ đạt đến cảnh giới đã gặp qua là không quên được. Cho nên, đồ vật học bằng cách nhớ, căn bản là không làm khó được hắn. Tuyệt bút vung lên, viết lên đại danh Giang Trần, sau đó liền bắt đầu đáp đề, ước chừng sau nửa canh giờ những đề mục học bằng cách nhớ kia đã bị giang trần hoàn thành viên mãn tiếp đến là bộ phận tự do phát huy bộ phận đề mục này tương đối mà nói rất linh hoạt đề mục cũng tương đối có chiều sâu một ít đương nhiên dùng tầm mắt của giang trần đến xem những đề mục này không khỏi quá thô thiển bất quá hắn vẫn chăm chú đáp đề vì đề mục rất thô thiển nên giang trần cũng bất tiện trả lời quá thâm ảo bởi vì trình độ lý luận của đông phương vương quốc chỉ sợ tiêu hóa không được đồ vật quá thâm ảo a à dùng tri thức của Giang Trần, thật muốn trả lời quá thâm ảo, sẽ để cho những người chấm bài thi kia của Đông Phương Vương Quốc, sẽ xem như nộp giấy trắng không có gì khác nhau. Quá thâm ảo là xem không hiểu, cái kia cùng không đáp có gì khác nhau, cho nên, Giang Trần vắt hết óc, từ trình độ tri thức của thế giới này, làm ra một ít trình bày. Những trả lời này, ở trong tri thức căn bản của Giang Trần, xem như là rất thấp. Nhưng để ở chỗ này, Giang Trần vẫn còn có chút lo lắng, lo lắng quá cao, sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết cho nên hắn ép lại cuối cùng ngăn chặn xúc động phát huy đem những trình bày kia khống chế ở trên trục hoành tri thức của đông phương vương quốc kể từ đó cũng có chút lao tâm lao lực a ước chừng một canh giờ giang trần xét duyệt bài thi thoáng một phát phát hiện không thể bắt bẻ liền nộp bài thi theo như quy củ quan chấp sự phụ trách khảo hạch thu quyển trục của giang trần bỏ vào trong hộp giang trần cửa khảo hạch này cần cao tầng thẩm duyệt trải qua tất cả người phụ trách phê bình mới có thể ra thành tích cái quy củ này chắc hẳn ngươi hiểu a à. quy củ xác thực là như vậy giang trần cũng không có ý gì nhẹ gật đầu dù sao mặc kệ ai đến chấm bài thi này là khẳng định có thể vượt qua kiểm tra về điểm này giang trần phi thường tự tin hoàn thành ba hạng khảo hạch trụ cột thời gian kỳ thật đã ban đêm tuyên bàn tử một đường chạy chậm đi theo giang trần dùng hình thể kia muốn đi theo bộ pháp của giang trần cũng không dễ dàng đi không bao xa cả người bàn tử thở hồng hộc trần ca ngươi chờ các huynh đệ a trần ca để đệ, đệ ta ở tùng hạc lâu đặt một bàn chính là vì chúc mừng trần ca ngươi thông qua xét duyệt bàn tử ta sớm đã biết rõ trần ca ngươi nhất định là giả heo ăn thịt hổ trước kia không có thông qua khảo hạch là cố ý bày ra yếu thế hắc hắc, trên chiến lược tê liệt đối thủ a tuyên bàn tử mã thì tăng bốc như nước thủy triều một chút cũng không đỏ mặt tùng hạc lâu liền không đi a giang trần nhàn nhạt nói một câu cân nhắc chốc lát nhìn nhìn vẻ mặt nóng bỏng của tuyên bàn tử cùng hồ khâu nhạc than nhẹ một tiếng nói buổi tối đến phủ của ta họp mặt hồ khâu nhạc gật đầu đúng trần ca nói rất đúng lão đầu tử nhà của ta cũng nói gần đây vương đô nhiều thị phi loại địa phương như tùng hạc lâu kia chúng ta vẫn là ít đi thì tốt hơn hắc hắc trần ca nói không đi vậy thì không đi hơn nữa đi quý phủ của trần ca huynh đệ chúng ta càng có mặt mũi không phải sao tuyên bàn tử là người lanh lợi chuyển biến rất nhanh ngược lại không ăn chết lý giang chính với tư cách quản gia lúc này là lúc hắn phát huy tác dụng. Nghe Giang Trần nói như vậy, lập tức nói, thuộc hạ trở về chuẩn bị một chút. Đến Giang Hãn Hầu Phủ, bọn người tuyên bàn tử càng thêm phóng túng. Mà Giang Trần, sau khi đi vào thế giới này, cũng là lần đầu tiên cùng mấy bằng hữu gặp nhau, rất vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc nghe bọn người tuyên bàn tử trò chuyện, nhắc tới dĩ vãng chua sót, cũng hơi có chút thổn thức. Trần ca, người nói dương tông kia, có phải vô tình vô nghĩa hay không? Nhớ ngày đó, người bảo vệ hắn như vậy, sau khi ngươi xảy ra chuyện, hắn liền co đầu rụt cổ, không dám cùng chúng ta lui tới. Xem ra, người này là không đáng tin cậy. Uổng tuyên bàn tử ta trước kia coi hắn là huynh đệ, thực không phải thứ gì, tuyên bàn tử nhắc tới Dương Tông, liền rất tức giận. Giang Trần thì tùy ý cười cười, từ chối cho ý kiến. Bởi vì cái gọi là người có trí riêng, Dương Tông kia su lợi tránh hại, lựa chọn lập trường có lợi cho mình, không lựa chọn tình nghĩa huynh đệ, đó là lựa chọn của cá nhân hắn. Chỉ là, trong nội tâm Giang Trần, dĩ nhiên là đem Dương Tông bài trừ ra tâm trí của mình. Gặp Giang Trần không nói, tuyên bàn tử cũng không tiếp tục thảo phạt Dương Tông, mà là đem chủ đề chuyển tới tiềm long thi hội. Trần ca, nói lên tiềm long thi hội này, ngươi đến cùng có dã tâm. Hay không? Chương 57, khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm hai. Tuyên bàn tử thoạt nhìn có chút uống nhiều, giọng ngà ngà say. Cái dã tâm gì? Giang Trần mỉm cười. Trần ca, tuyên bàn tử ta cũng không phải loại ngu ngốc, những đỉnh cấp chư hầu kia tuyên bàn tử ta một cái cũng nhìn không chúng trời sinh đã cảm thấy cùng trần ca ngươi hợp khẩu vị cho nên nếu như trần ca ngươi thăng chức rất nhanh tuyên bàn tử ta nằm mơ cũng sẽ cao hứng trần ca bàn tử ta hy vọng ngươi trùng kích đỉnh cấp chư hầu đúng vậy trần ca ta nhìn bạch chiến vân kia rất khó chịu ngươi hoàn toàn có thực lực trùng kích địa vị tứ đại chư hầu a hồ khâu nhạc nghĩ đến đêm hôm đó giang trần biểu hiện trong nội tâm cũng nhiệt huyết sôi trào tứ đại chư hầu sao giang trần nhẹ lẩm bẩm một tiếng lập tức bật cười lớn tứ đại chư hầu cũng không phải mục tiêu của ta a à, trần ca vậy ngươi định là cái gì nếu như có thể đoạt được vị trí thập đại chư hầu cái kia cũng không tệ hồ khâu nhạc nói hồ khâu nhạc ngươi là heo sao tuyên bản tử tâm trí lanh lợi dùng lý giải của hắn đối với giang trần loại khẩu khí này của trần ca không phải nói bắt không được tứ đại chư hầu mà là tứ đại chư hầu không vào được pháp nhãn của giang trần a Nhất niệm đến đây, thân hình mập mạp của tuyên bàn tử đột nhiên run lên, chút men say thoáng cái tiêu tán, một đôi tặc mi thử nhãn bỗng nhiên bắn ra hào quang vô cùng chờ mong. Trần ca, chẳng lẽ, chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là vị trí đông phương nhất tộc? Ha ha, không hổ là trần ca của ta, dã tâm khá lớn, đủ điểu, tuyên bàn tử cũng là người đủ gan, hơn nữa rượu cồn kích thích, nói chuyện một điểm cố kỵ cũng không có, căn bản không nghĩ qua lời này đã có hiểm nghi phạm thượng làm loạn rồi. Cái này, Trần Ca, là thật vậy chăng? Hồ Khâu nhạc ngây ngẩn cả người, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Nhìn xem hai bằng hữu bộ dạng nghiêm túc, Giang Trần dở khóc dở cười, "Bàn Tử, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Ta lúc nào nói qua muốn thay thế vị trí của Đông Phương nhất tộc? Vậy rốt cuộc là cái gì?" Tuyên Bàn Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc, "Một tu sĩ, nếu chỉ vì vinh hoa phú quý, cái kia là lãng phí nhân sinh." Giang Trần ta, cuộc đời này, chỉ ở tu hành võ đạo phàm tục phú quý chỉ là phù vân nhìn bộ dạng chăm chú của giang trần cả người tuyên bàn tử tựa như xương đánh quả cà trở nên hữu khí vô lực trần ca cái này không giống phong cách của ngươi a à. trước kia đã nói qua rồi mà không phải nói chúng ta cùng một chỗ điên cùng một chỗ thoải mái cùng một chỗ hung hăng càn quấy cùng một chỗ cuồng mưa to gió lớn cùng một chỗ khiêng sao tuyên bàn tử lầm bầm vẻ mặt ủy khuất người luôn sẽ thay đổi giang trần than nhẹ một tiếng bàn tử các ngươi là huynh đệ của giang trần ta ta cũng không nói lời dối trá thời gian cùng một chỗ hoàn khố tuy rất đẹp nhưng nhất định sẽ không lâu dài khỏi cần phải nói các ngươi biết rõ sau lưng các ngươi có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào chư hầu lệnh trong tay các ngươi sao nếu như không có chư hầu lệnh kia các ngươi còn có vốn liếng gì hoàn khố còn có vốn liếng gì hung hăng càn quấy tuyên bàn tử không phản bác được hắn làm sao không biết cái gọi là cùng một chỗ hung hăng càn quấy cùng một chỗ cuồng cuối cùng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi không có thực lực, ngươi hung hăng cản quấy cho ai xem? Ai cho ngươi tư cách hung hăng cản quấy? Nói cho cùng, bọn hắn có thể cùng một chỗ hung hăng cản quấy, cùng một chỗ. Cuồng, đơn giản là bởi vì có một lão tử tốt, sinh đúng nhà A. À. Thế nhưng mà đồng lứa bọn hắn hoàn khố xong, đến đời sau thì sao? Hồ khâu nhạc tràn đầy cảm xúc, bàn tử, ta thấy Trần Ca nói rất đúng. Ta cũng hiểu được, trên thế giới này, thực lực mới là đạo lý mạnh nhất. Ngươi nhìn Trần Ca trong khoảng thời gian này trải qua không phải nói sáng tỏ điểm này sao trước kia đi tới chỗ nào đều có người khiêu khích chúng ta hiện tại thì sao nguyên một đám nhìn thấy trần ca ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cái này là thực lực mang đến biến hóa tuyên bàn tử lại một lần nữa thành người cô đơn chán nản thất vọng nói thế nhưng mà các ngươi cũng biết ta một bàn tử bị người xem thường tu luyện với ta mà nói thật sự quá xa xỉ ta tu luyện tới một bước này là bị lão tử ta một đấm một đấm đánh ra a à bàn tử càng nói càng ảm đạm, đừng nhìn mập mạp này xưa nay vui cười hớn hở, thoạt nhìn không có tim không có phổi, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có một mặt không muốn người biết. Hình thể trọng tài như vậy, mang đến cho hắn rất nhiều phiền não mà người khác không có, cũng mang đến cho hắn rất nhiều kỳ thị, vũ nhục mà người khác không thể cảm nhận được. Bàn tử nội tâm mẫn cảm, kỳ thật một mực rất để ý những thứ này, lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ một chút cũng không thèm để ý. Vì vậy hắn học tự diễu, học trêu đùa lấy mình. Thế nhưng mà, thời điểm hắn đến vương đô tham gia tiềm long hội thử, nhận thức giang trần, nhận thức người duy nhất trên thế giới này không có kỳ thị hắn, ngược lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tại một khắc này, tuyên bàn tử cảm thấy, giang trần là chi kỷ của hắn, là đại ca của tuyên bàn tử hắn, là người mà tuyên bàn tử hắn có thể vì đó mà trả ra tánh mạng. Trần ca, người biết không, thời điểm vừa tới vương đô, ta một mực cố gắng dung nhập vào thế giới chư hầu đệ tử, thế nhưng mà mặc kệ ta đi đến chỗ nào, đều tao ngộ bọn hắn kỳ thị, cười nhạo. ngươi là người thứ nhất ta ở vương đô gặp được, gọi ta bàn tử mà trên mặt không mang theo chút kỳ thị. tại một khắc này, tuyên bàn tử ta liền nhận định, đời này tất cả nghe theo ngươi. tuyên bàn tử nói đến đây, hung hăng lau hốc mắt đỏ bừng. trần ca, ngươi vừa mới nói đều đúng. nếu như chúng ta không có một phụ thân tốt, chúng ta nào có vốn liếng gì đi hoàn khổ, đi hung hăng cản quấy. Hơn nữa, vì sau này tử tôn bàn tử ta có cơ hội hoàn khố, cái chữ hầu lệnh này, ta nhất định phải bảo trụ. Trong ánh mắt bàn tử, lần thứ nhất có loại kiên định phấn đấu này. Đối với hai bằng hữu này, Giang Trần vẫn còn có chút hương khói chi tình. Hơn nữa, hai người này đều có một đặc điểm cộng đồng, là rất có tình nghĩa. Điểm này rất đúng khẩu vị của Giang Trần. Cũng là địa phương mà Tuyên Bàn Tử và Hồ Khâu Nhạc này, cùng Dương Tông kia khác biệt. Giang Trần nhìn ra được tư chất võ đạo của Tuyên Bàn Tử chỉ có thể nói là bình thường. Hơn nữa trên người kẻ này, cũng không có sự dẻo dai cùng cố gắng của tu luyện giả. Thời gian ngắn có lẽ có thể, nhưng muốn hắn ở trên võ đạo chi lộ không ngừng tiến tới, tuyên bàn tử là tuyệt đối làm không được. Hồ khâu nhạc thì ngược lại, sau lưng bề ngoài chất phác của hắn, cất giấu một khỏa võ đạo chi tâm bền vững. Chương 58, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 1 Đã có phán đoán này, trong nội tâm Giang Trần Đại Khái có cái ngọn nguồn hắn nâng chén nói hai người các ngươi một mực coi giang trần ta là đại ca hôm nay người làm đại ca này nói một câu nếu như các ngươi tin tưởng ta như vậy không quản mục tiêu nhân sinh của các ngươi là truy cầu phú quý hay truy cầu võ đạo ta đều có thể giúp các ngươi thực hiện nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi là huynh đệ của ta cả đời sẽ không thay đổi lúc giang trần nói lời này phi thường chăm chú trước mắt hai người kia đương nhiên là huynh đệ nhưng mà thời gian có thể cải biến rất nhiều hắn cần chính là trung thành vĩnh viễn không thay đổi. Trần Ca, tuyên bàn tử ta chỉ nói một câu, thân thịt mỡ này đều là của ngươi. chừng nào ngươi chán ăn sơn chân hải vị, muốn ăn thịt người cứ ở trên người ta cắt. nếu như không tin được ngươi, tuyên bàn tử ta không tin ai được. tuyên bàn tử mày cũng không nhan thoáng một phát. Trần Ca, tuy ta đần nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một đại ca tốt, đáng giá hồ khâu nhạc ta đi theo. hồ khâu nhạc cũng tỏ thái độ, tốt là huynh đệ cả đời. Giang Trần gật gật đầu. Hôm nay liền đến nơi đây. Nhớ kỹ, sau tiềm long thi hội, các ngươi lại đến chỗ ta một lần. Ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Nhằm vào hai người kia, Giang Trần cũng cần cân nhắc thoáng một phát, phải như thế nào cho bọn hắn một ít trợ giúp. Vừa không thể tăng quá nhanh, lại phải đối với bọn họ có hiệu quả. Quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý, khiến cho phiền toái không cần thiết. Quá keo kiệt, hiệu quả không tốt, cũng như chưa cho. Cái này cần nhìn thể chất mà làm theo yêu cầu, phải tìm chút thời giờ cân nhắc thoáng một phát cái gọi là cô trưởng nan minh đại khái là một tay khó làm nên chuyện gì bất kỳ một thế giới nào chỉ dựa vào sức một mình có một số việc tổng sẽ lực bất tòng tâm bồi dưỡng một ít thủ hạ sớm muộn gì cũng sẽ có tác dụng đưa hai bằng hữu ra về giang trần cũng không có nhàn rỗi mà là trực tiếp bế quan tiến vào mật thất tu luyện ban ngày ở trong kiếm khí thất ba canh giờ để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều thu hoạch tràn đầy năm đạo chân khí, năm đường kinh mạch trong cơ thể, thời điểm cùng 32 lần kiếm khí trong kiếm khí thất đối kháng, không ngừng bị đánh bóng, trùng kích, tẩy lễ, công phạt, thẳng đến lột xác. Trận chiến ấy, để cho Giang Trần ở dưới tình huống bất chi bất giác, tấn thăng đến 6 mạch chân khí. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của Giang Trần trong trận chiến ấy. Tiến vào 6 mạch chân khí, ta cảm giác lực chiến đấu của mình, ít nhất tăng lên 2-3 lần. Giang Trần cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, hắn cảm giác ra, Thân thể của mình đã nhận được cường hóa, cùng thời điểm mới tới thế giới này, đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hôm nay cùng Yến Nhất Minh kia chiến một trận, cũng từ trên người ta nhìn ra một vài vấn đề. Tuy thắng, nhưng lại thắng thập phần mưu lợi. Giang Trần phân tích, đối với trận chiến ấy cũng có một ít lĩnh ngộ. Đầu tiên, Giang Trần ở trên vũ khí ăn phải lỗ vốn. Tiền nhiệm Giang Trần ở công pháp gia truyền, luyện cực kỳ qua loa. Duy nhất coi như dụng tâm luyện qua, là Tử Khí Đông Lai Quyết. Đây là bởi vì tiềm long thi hội muốn khảo thi, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không luyện. Đi vào thế giới này, lại vẫn dùng nguyên bộ vũ kỹ của tử khí đông lai quyết đối địch, không thể không nói. Ở vấn đề vũ kỹ này, Giang Trần cần phải đổi mới. Giang Trần suy, tư Giang ra gia ra gia chuyển công pháp, bộ này tên là Thương Lãng Quyết, là một môn công pháp luyện khí vũ kỹ tổng hợp. Thương Lãng Quyết, phàm giai trung phẩm công pháp, hạn mức cao nhất, tu luyện tới 9 mạch chân khí. Nguyên bộ vũ kỹ phá lãng đao, hải thần quyền, thương lãng quyết này xem như một môn trấn môn công pháp của giang gia rồi quả nhiên là một gia tộc nghèo a à. giang trần cười khổ phân chia công pháp của thế giới này tựa hồ phân phẩm cấp linh cấp thánh cấp địa cấp thiên cấp năm đại đẳng cấp ở trong năm đại đẳng cấp lại phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm bốn tiểu phẩm tính toán ra phàm giai trung phẩm xem như đếm ngược thứ hai a à, đây là chấn tộc chi bảo sao giang trần không khỏi không cảm khái mình chuyển sinh cất mức xác thực có chút thấp đương nhiên vũ kỹ công pháp trong thiên hạ có thể nhập phẩm cho dù là phàm cấp hạ phẩm thấp nhất đó cũng là nhập phẩm võ học đại đa số võ giả tu luyện võ học ngay cả phẩm cấp cũng không vào được cái gọi là phàm phẩm võ học ở quốc gia như đông phương vương quốc này trên thực tế là võ học điển tịch thập phần chân quý rồi để cho giang trần giờ khóc giờ cười là đối với thương lãng quyết này tiền nhiệm giang trần từ nhỏ đến lớn tu luyện vậy mà mới vừa vặn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới người này đến cùng phải lười biếng bao nhiêu mới có thể tu luyện vũ kỹ chấn tộc tới loại cấp độ này a à? chẳng lẽ tâm tư của hắn thật sự không có đặt ở trên việc tu luyện sao tu luyện vũ kỹ tiểu thành chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn có thuần thục đại thành vô lậu viên mãn thậm chí còn có cấp độ truyền thuyết tiểu thành chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi thương lãng quyết này cao nhất chỉ có thể tu luyện tới chín mạch chân khí khó trách tu vi của phụ thân chỉ ngừng lại ở chín mạch chân khí xem ra công pháp hạn chế trên thế giới này quả nhiên có thể làm thiên tài biến thành bình thường công pháp chấn tộc của một chư hầu cao nhất mới chỉ có thể tu đến chín mạch chân khí lại hướng lên là cực hạn rồi không thể không nói cái này là bi ai của võ giả trời cao không thể hỏi ta tự thừa thương lãng giang trần niệm câu đầu tiên của thương lãng quyết bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết thương lãng quyết này chẳng lẽ ta đã từng xem qua ngẫm lại cũng không đúng công pháp thương lãng quyết thấp như vậy là vào không được thiên lang thư uyển đây chính là thiên đế đồ thư quán làm sao có thể thu nhận công pháp thấp như vậy thế nhưng mà câu nói kia giang trần hoàn toàn chính xác là có ấn tượng cố gắng tìm tòi trong trí nhớ đột nhiên trong đầu giang trần hiện ra một môn công pháp cửu tiếu thương hải quyết cửu thế như mộng ảo nhất tiếu thương hải tăng điền trời cao không thể hỏi ta tự thừa thương lãng trong lúc đó trong trí nhớ của giang trần thoáng cái tuôn ra rất nhiều trí nhớ về cửu tiếu thương hải quyết Tuy cửu tiếu thương hải quyết này không vào được pháp nhãn chư thiên, nhưng sở dĩ Giang Trần còn nhớ rõ môn công pháp này là vì thời điểm chứng kiến nó, hắn được nghe câu chuyện cảm động về người sáng tạo môn công pháp kia. Người này luân hồi cửu thế, chỉ vì muốn thấy nữ tử trong mộng một lần. Chỉ là đợi đến lúc hải khô thạch lạn cũng không thể được, cuối cùng hoàn toàn ngộ đạo, lại phát hiện đã bỏ lỡ thiên đạo. Cho nên phát ra cảm khái trời cao không thể hỏi, ta tự thừa thương. Chương 59, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 2, Tuy cửu tiếu thương hải quyết xưng không tới pháp môn thượng thiên đạo, nhưng mà so với thương lãng quyết là không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn chất chứa huyền ảo, ít nhất là gấp trăm lần thương lãng quyết. Hơn nữa, thương lãng quyết này rõ ràng là từ cửu tiếu thương hải quyết sinh ra bằng chi. Chỉ là phát triển đến thế hệ giang gia này, đã biến thành công pháp cực kỳ bình thường. Nhất mạch tương thừa, quả nhiên trong tối tâm, đều có thiên ý. Xem ra, cửu tiếu thương hải quyết này, cùng giang trần ta hữu duyên. Ta liền tu luyện nó, Trước kia Giang Trần đau khổ tìm một môn công pháp, nhưng vẫn không tìm được công pháp phù hợp thân thể này. Hôm nay, lại bởi vì công pháp trấn tộc của Giang gia, dẫn xuất cửu tiếu thương hải quyết, cái này không phải hữu duyên, vậy là cái gì? Đã chọn công pháp, trong nội tâm Giang Trần cũng yên ổn theo không ít. Ở trong cửu tiếu thương hải quyết, nguyên bộ vũ kỹ có rất nhiều môn. Bất quá tạm thời Giang Trần vẫn quyết định, lựa chọn hai môn vũ kỹ cùng phá lãng đao và hải thần quyền nhất mạch tương thừa. Tự nhiên, danh tự hai môn vũ kỹ này không giống, phân biệt là thương hải nghịch lưu đao khô vinh thần quyền công pháp vũ kỹ hết thầy tuyển định tâm tình giang trần thật tốt tử khí đông lai quyết dù sao cũng là công pháp của người khác tu luyện luôn không có cảm giác quy túc mà cử tiếu thương hải quyết lại là phiên bản gia cường của thương lãng quyết cùng giang gia nhất mạch tương thừa cùng cỗ nhục thân này của giang trần có cảm giác phù hợp rất cao tu luyện tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió công pháp này vừa lên tay giang trần liền biết rõ mình lựa chọn là đúng trong nháy mắt công pháp này vận chuyển, yếu huyệt, kinh mạch trong thân thể, cơ hồ đều đi theo cộng minh. Mỗi một yếu huyệt đều phát ra tiết tấu nhảy lên rất nhỏ mà giàu có, kinh mạch khẽ trương khẽ hợp tầm đó, có chút cổ đãng. Kinh mạch cộng minh, thực huyệt cộng minh. Đây là thân thể nhận đồng cấp bậc cao nhất đối với công pháp a. À, Giang Trần mừng rỡ. Quả nhiên, vẫn là công pháp nhà mình tốt. Giang Trần cẩn thận tưởng tượng, cũng lý giải ra. Tu luyện võ đạo, rất nhiều thế gia chú trọng huyết mạch truyền thừa, rất nhiều dòng họ chú ý công pháp không truyền ra ngoài trên thực tế đây là một loại truyền thống cũng là một loại phù hợp giữa huyết mạch cùng công pháp chỉ có thích hợp mới là tốt nhất giang trần suy nghĩ cẩn thận chi tiết này liền minh bạch đạo lý có lẽ trong đầu ta tràn đầy chư thiên công pháp nhưng mà những cái kia đều không thích hợp ta hiện tại cuối cùng hiện tại ta chỉ là một sáu mạch chân khí tâm tình của ta có lẽ chú trọng tu luyện ở kiếp này mà không phải là kinh nghiệm ở kiếp trước kinh nghiệm ở kiếp trước có thể mang đến các loại cơ duyên trải con đường cho hắn, để cho hắn không đi đường tắt. Nhưng tu luyện là phải dựa vào thân thể kiếp này, đi từng bước một vượt qua chướng ngại, từng bước một khiêu chiến đỉnh phong. Đây là bất luận kinh nghiệm gì cũng không thay thế được. Chân khí vận lên, trong người vận hành lấy thương lãng chân khí, kinh mạch của Giang Trần, như dao long ở trong nước đùa dẫn sóng, nhẹ nhàng vui vẻ. Thương lãng chân khí, còn khuyết thiếu một chút sát phạt chi khí. Xem ra, chân khí trong cơ thể ta, còn cần đánh bóng thêm, mới có thể đem thương lãng chân khí này, chính thức tu luyện ra một chút bộ dáng. Trải qua một đêm tu luyện, Giang Trần nắm giữ thương lãng chân khí, rõ ràng đã thập phần thành thạo. So với tu luyện tử khí đông lai quyết không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà, bởi vì thời gian tu luyện ngắn, thương lãng chân khí này, sát phạt chi khí còn không đủ, chưa đủ bá khí, nên môn công pháp này có vẻ kém ba phần. Sát phạt chi khí, lại không phải bế quan là được. Giang Trần trầm tư, bùi ngùi thở dài. Xem ra, chờ cơ hội thành thục, phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi đã có cách nghĩ lịch lãm giang trần kiếp trước kiếp này cổ dạ tính bị đè nén trong tâm kia cũng đột nhiên bạo phát ra trở nên không thể ức chế đương nhiên đi ra ngoài này cũng không phải giang trần có thể tùy tâm sử dụng đầu tiên hắn phải thông qua tiềm long thi hội đã bằng không mà nói một mình ly khai vương đô liền chẳng khác gì là buông tha cho tiềm long thi hội tiềm long thi hội là mục tiêu trọng yếu thứ nhất sau khi giang trần đi vào thế giới này giang trần không có khả năng buông tha Thứ nhất, vì phụ thân muốn nắm giữ chư hầu lệnh, hắn phải tranh. Ngoài ra, vương đô hình thành đại thế, để cho Giang Trần hắn không đường thối lui, phải tranh. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền đi ra, ở hầu phủ luyện võ chẳng luyện một vòng, nhìn mặt trời đã qua ba sào liền ý định đi dược sư điện một chút. Cùng dược sư điện ký qua hợp đồng, Giang Trần tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Chỉ là, hắn còn chưa kịp đi ra ngoài, tuyên bàn tử cùng hồ khâu nhạc đã vội vàng chạy đến, xem sắc mặt hai người này, phẳng phất trời muốn sụp xuống vậy. Trần ca, sao ngươi giống như còn chưa biết việc gì vậy? Tuyên bàn tử cơ hồ là dùng tư thế lăn sông tới cửa, nhìn thấy Giang Trần, húc đầu là một câu như vậy. Ta làm sao? Giang Trần không hiểu thấu. Trần ca, xảy ra chuyện lớn. Hồ khâu nhạc cũng lộ ra lo nghĩ, cảm giác như trời muốn sụp xuống. Như thế nào? Giang Trần thấy biểu lộ của hai người này, không giống như là đang nói đùa. Trần ca, trụ cột khảo hạch của ngươi, không có thông qua, tuyên bàn từ gấp đến độ sắp khóc trần ca ngày hôm qua ngươi còn giáo huấn chúng ta như thế nào không có qua không có khả năng giang trần dứt khoát lắc đầu hắn rất kiên định cái kia tuyệt không có khả năng khảo hạch của ta các ngươi cũng chứng kiến chúng ta chứng kiến là không sai hạng khảo hạch thứ nhất cùng hạng khảo hạch thứ hai ngươi đều đã qua nhưng mà hạng thứ ba ngươi không có qua hạng thứ ba lý luận khảo hạch ở ngoài đứng xem ai cũng nhìn không tới lý luận khảo hạch ta không có qua giang trần suy nghĩ một chút dứt khoát lắc đầu ta vẫn không tin bộ phận học bằng cách nhớ ta một cái cũng đáp không sai đủ để cam đoan vượt qua kiểm tra rồi hơn nữa bộ phận tự do phát huy ta cảm giác phát huy rất không tồi trừ khi giám khảo mù lòa tuyên bản tử tựa như con kiến bò trên chảo nóng tại nguyên chỗ đảo quanh không được không được trần ca chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy không phải ngươi cùng công chúa có cấu kết sao nhanh tiến cung đi xin công chúa nghĩ biện pháp. Chờ kết quả cuối cùng công bố, việc này đã vãn hồi không được rồi, căn cứ quy tắc khảo hạch trụ cột, nếu như ba hạng khảo hạch trụ cột ở trước khi hết hạn có một môn không qua, vậy thì xem như không có thông qua khảo hạch. Không có thông qua trụ cột khảo hạch, liền không có tư cách tham gia Tiềm Long thi hội phía sau. Như vậy, giữ lại trừ hầu lệnh, tự nhiên không chỗ nói đến. Chương 60, không tìm đường chết, sẽ không chết. Mặc dù Giang Trần có chút kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoàng, thời điểm đang suy ngẫm giang hãn hầu cũng bước nhanh từ trong phủ đi ra hiển nhiên hắn cũng vừa nhận được tin tức trần nhi ngươi giang phong đi tới nói phụ thân ta cảm thấy ở đây khẳng định có vấn đề ta có thể cam đoan là đáp án của ta tuyệt đối sẽ thông qua được khảo hạch ngữ khí của giang trần thập phần kiên định chân thật đáng tin giang phong vốn muốn an ủi nhi tử thấy hắn nói như thế lại sững sờ chốc lát lông mày nhíu lại như thế là có người âm giang ra chúng ta sát, tiềm long thì hội cũng dám dở trò quỷ, đây là đánh mặt vương thất sao? Không được, Trần ca, ta không thể cứ như vậy bỏ qua. Đúng, phải điều tra rõ ràng. Dù chết, cũng phải chết minh bạch. Giang Trần khoát tay chặn lại, chuyện này, ta nhất định phải làm tinh tường. Phụ thân, ngươi trước ở trong hầu phủ, không nên tự loạn trận cước. Hải Nhi đi tiềm long hội trường, điều tra quyển trục đáp đề của ta. Nếu thật là lỗi của ta, Giang Trần ta không phải người thua không trả tiền, ngừng lại một chút giang trần lời nói xoay chuyển ngữ khí ngưng tụ nhưng nếu để cho ta biết có người dở trò lúc này đây bọn họ là thật sự thành công làm ta tức giận rồi giang trần không có thông qua trụ cột khảo hạch tin tức này tựa như ôn dịch rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương đô hồi tưởng lại giang trần ở hai hạng khảo hạch thế như trẻ tre có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có ít người lại nhìn có chút hả hê đương nhiên càng nhiều người nữa là đang trông xem thế nào người hơi có chút đầu óc đều có thể từ đó ngửi được một mạch nước ngầm giao phong, có thể từ đó nghe ra sát phạt chi âm. Thời điểm Giang Trần đi vào tiềm long hội trường, hiện trường đã đầy ấp người, đều đang đợi xem náo nhiệt. Ta muốn kiểm tra bài thi, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề. Đã bị người khi dễ đến nước này, Giang Trần cũng không có gì cần điệu thấp. Kiểm tra bài thi, căn cứ quy tắc, ba ngày sau mới có tư cách kiểm tra. Chấp sự phụ trách kia, lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không ngừng thoáng một phát, thanh âm lười biếng, tựa như sắp tắt thở. Hiện tại ta muốn cha, Giang Trần thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói cha liền cha. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Lòng bàn tay Giang Trần xòe ra, kim bài do đông phương lộc ban xuất hiện. Cái gì? Chấp sự phụ trách kia vừa thấy vật ấy, cả người lập tức thanh tỉnh rất nhiều, bối rối đứng lên, chật vật không chịu nổi. Xin ngươi chờ một chút, ta đi thông báo thượng cấp. Có long hình kim bài mở đường, ở tiềm long hội trường, chẳng khác nào có thánh chỉ của Đông Phương Lộc, những kẻ làm khó dễ kia ở trước mặt Vương Quyền hết thảy biến thành phù vân. Cuối cùng, đến một người trung niên phụ trách, tự xưng mã tổng quản, Giang Tiểu Hầu, căn cứ quy định, kiểm tra bài thi cần 3 ngày sau mới có thể. Bất quá ngươi có tín vật của Vương thất, xác thực có đủ tư cách xử lý đặc thù. Như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta đi triệu tập bài thi cho ngươi. Mặt khác, kiểm tra bài thi cần chúng ta tự mình giám sát. Hiện tại, đỗ đại nhân của chúng ta còn chưa tới. Ngươi cần chờ một chút. Không cần chờ, bổn cung tự mình giám sát. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm thanh thúy mà âm vang hữu lực. Quay đầu lại xem, đúng là câu ngọc công chúa ăn mặc một thân giáp da, dáng người nóng nảy đến để cho người chảy máu mũi. Vương, thất công chúa, vương thất tín vật, thoáng cái xuất hiện tại tiềm long hội trường. Cái này để cho không khí hiện trường lập tức cuồng nhiệt. Ai cũng biết, câu ngọc công chúa bình thời là không hỏi đến sự tình tiềm long hội thử, chỉ điều khiển thoáng một phát, ngẫu nhiên gọi Đỗ Như Hải đến báo cáo mà thôi. Trên danh nghĩa Câu Ngọc công chúa là người tổng phụ trách, có quyền quyết định hết thảy. Nhưng mà, trải qua thời gian dài, đều là Đỗ Như Hải phụ trách những sự tình này, nói Đỗ Như Hải một tay che trời, cũng không qua. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, Câu Ngọc công chúa gần đây không hỏi qua chính sự, hôm nay rõ ràng tự mình giá lâm. Như thế nào? Ta thân là người tổng phụ trách đệ nhất, cũng không có tư cách quyết định sự tình Tiềm Long hội thử sao? sắc mặt của Câu Ngọc Công chúa phát lạnh, Mã Tổng quản kia chán chảy mồ hôi, ngay cả hô hấp cũng không dám, lập tức đi lấy bài thi của Giang Trần. chương trình một bước một bước, cuối cùng nhất, bốn bài thi được mở ra, ở dưới mấy nhân sĩ chấm bài thi chứng kiến, bắt đầu kiểm tra bài thi. đây không phải bài thi của ta, Giang Trần liếc nhìn, liền cười lạnh lắc đầu. Mã Tổng quản đem ánh mắt nhìn về phía mấy người phụ trách chấm bài thi, hỏi, đáp để quyển trục này là các ngươi chấm các ngươi tới nhìn xem, Giang Trần giao bài thi, có phải những thứ này hay không? Mấy người phụ trách từng cái xem qua, đều nói, chúng ta phê chữa, xác thực là những quyển trục này. Các ngươi xem những đáp đề này, sai không chịu nổi, nói không đúng đề, đáp lung tung. Loại bài thi này, chúng ta thật sự không cách nào cho hắn thông qua. Tất cả người phụ trách, sở dĩ được tuyển đến chấm bài thi, tự nhiên là bởi vì bọn họ có quyền uy, có tiết tháo, cho người tin phục. Bọn hắn nói như vậy, người vây xem ý niệm đầu tiên là, giải bài thi của Giang Trần xác thực rất tệ. Câu Ngọc công chúa mắt phượng khẽ động, nhìn về phía Giang Trần. Ngươi đừng nhìn ta, loại giải bài thi ngu ngốc này, khẳng định không phải từ ta tay. Ngươi là người tổng phụ trách tiềm long hội thử, ngươi tới xử lý. Trong nội tâm câu ngọc công chúa thầm cắm răng, thầm nghĩ tiểu tử ngươi nói chút lời hữu ích sẽ chết sao. Hơi chút chuyển hướng thoáng một phát, đem sự tình náo lớn, việc này mới có chỗ chống cứu vãn. Việc này, đều có các loại thuyết pháp, ta với tư cách người phụ trách, không thể thiên vị bất luận bên nào. Không bằng như vậy, hiện trường để cho Giang Trần khảo hạch một lần, câu ngọc công chúa nghĩ ra một phương án ổn thỏa. Tất cả người phụ trách đều không sao cả, cùng lắm thì lại duyệt một lần. Nhưng mà, có người lại không đáp ứng. Công chúa, việc này vạn lần không được. Tổ chế quy định, hết hạn kỳ thoáng qua, khảo hạch không qua, tuyệt đối không thể thi lại. Công chúa thân là người tổng phụ trách, lại là công chúa vương thất, há có thể vì một chư hầu truyền nhân nho nhỏ, mà hủy bỏ pháp chế tổ tông, Đỗ Như Hải được xưng còn chưa tới kia, giờ phút này lại kịp thời xuất hiện. Đỗ Như Hải. Giang Trần chứng kiến Đỗ Như Hải, ẩn ẩn liền suy đoán ra cái gì. Giang Trần, ngươi xem kỷ luật như không, đại náo tiềm long hội trường, tội ác tày trời. Phá hư quy củ, mê hoặc công chúa, ngư đồ phế tổ tông chi pháp, là tội phản nghịch. Ngươi một chư hầu truyền nhân nho nhỏ, sao dám lớn mật như thế? Đỗ Như Hải một câu đón lấy một câu phun tới, chụp mũ hướng trên đầu giang trần khấu trừ cơ hồ cái mũi của hắn sắp tiến đến trước mặt giang trần rồi lúc này một màn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra